Rồi, bắt đầu nhá. Như vậy là chúng ta là buổi này là buổi tập huấn cái phần mềm sức khỏe công việc của chúng tôi. Thì cái phần cái bản nhất là cái bản là tên là STKB 2.0 nhé. Đó, thì là cái nội dung mình đơn giản như vậy thôi. Thì đây là tên công ty đây và đây là cái số điện thoại của cô Hường, là cái cô mà chuyên làm cái việc là kinh doanh. Còn đây là các cái email và điện thoại của công ty đây nhé. Thì rồi, thì đây là hai cái link, một cái link là cái bản chính thức và link là cái bản demo, thì các bạn có thể tải về. Đấy. Thì cái bản demo này nó khác gì với bản chính thức? Bản demo nó khác bản chính thức là như này thôi, là nó cho phép chúng ta là chỉ phép được mở mỗi một cái file thì có biểu, chúng ta được phép là mở ra và ghi lại là 15 lần. Còn lại nó giống cái bản bản chính thức. Rồi chúng ta bắt đầu luôn nhé. Thì phần mềm của chúng tôi là phần mềm rất lâu đời rồi, chứ không phải là mới, mà dù các bạn thấy tên nó là 2.0 thôi, mới tưởng là mới nhưng mà thực ra nó là đây là cái bản phần mềm là phát triển tiếp theo của cái bản phần mềm cũ tên là TKB cũ đó, được phát triển lên và đã cái phiên bản đầu tiên là năm 1989, cái đây là 32 năm rồi, nhưng mà đã phát triển trên 30 năm rồi thì cho thấy nó không phải là một phần mềm mới mà rất nhiều nhà trường trong toàn quốc đã dùng rồi. Nhưng mà mới này nó có gì mạnh này, có cái điểm mạnh là nó là cái bản đầu tiên mà chúng tôi phát triển và đã hỗ trợ cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Đó là điều thứ nhất của hôm nay tôi muốn nói với các bạn. Còn phần mềm này nó có những tính chất như là nó hỗ trợ phân tích và xếp được 100% thì có biểu, các bạn đã biết rồi, và nó hỗ trợ thêm nhiều tính năng là tinh chỉnh dữ liệu ở trên màn hình. Quan trọng nhất là cái phần là nó hỗ trợ cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì cái này là cái gì thì lát nữa tôi sẽ nói ngay bây giờ. Rồi, thì đây là một vài cái tính năng mới nhất mà tôi muốn nói với các bạn trong cái bản 2.0 này nhé. Thì là như thế này, và tôi nói nhanh thôi. Một là nó đã mở rộng cái mô hình môn học, đó quan trọng là mô hình môn học nhé, để hỗ trợ cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì chương trình giáo dục phổ thông mới này nó khác cũ chỗ này. Khác cũ là nó rất nhiều cái thuộc tính của môn học đã được nâng cấp lên so với cái trước đây, tức là cấp 3. Còn cấp 2 thì nó không 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 có nhiều. Cấp 3 là rất quan trọng. Cấp 3 là nó thay đổi hẳn cái cách chúng ta tiếp cận với việc giáo dục. Và một cái nữa rất quan trọng là cái phần này chúng tôi đã nâng cấp lên nhưng mà vẫn hỗ trợ các trường theo mô hình cũ đó, cho nên là trong một nhà trường hiện nay là có một số lớp sẽ là mới, một số cấp sẽ là cũ. Ví dụ như chúng ta là trường cấp 2 thì là lớp 6 thì là theo trình mới, nhưng lớp 7, 8, 9 cũng là theo trình cũ. Sang năm là lớp 6, 7 là mới, 8, 9 là cũ. Mất 4 năm trời thì chúng ta mới hoàn thiện việc chuyển đổi sang. Thì phần mềm này đã hỗ trợ chúng ta trong cả mô hình cũ và mới. Đó, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là một số lớp học theo môn học mới, một số lớp học theo môn học cũ. Một cái điều nữa là mới là gì, là phần mềm đã bổ sung thêm chức năng rất quan trọng, tức là đặc biệt mới là tôi đã tên là TKB clone clone view, là nó gọi là cái bản song sinh của thầy có biểu. Là cái gì thì lát nữa tôi sẽ nói lúc buổi sau, tức là nó cho phép chúng ta là tạo ra từ cái bản thầy có biểu gốc gốc chính nhất của nhà trường ấy, chúng ta sẽ tạo ra được hai cái bản sao. Cái bản sao này là cái bản nó không chính tắt nhưng mà nó phù hợp với thực tế các nhà trường, vì trong thời gian biểu các bạn biết rồi là bao giờ nó có những cái điểm dị biệt khác biệt mà nhất là bây giờ đấy. Bây giờ các bạn thấy là lớp 6 này là có rất nhiều điểm khác biệt, bởi vì sao? Bởi vì lớp 6 là có những môn học là môn lịch sử địa lý này, môn khoa học tự nhiên này, là thực là môn ghép của ba hai ba môn cũ gộp lại, mà chúng ta nên là không đủ giáo viên để dạy trọn vẹn cả một môn học như vậy. Ví dụ là cái môn khoa học tự nhiên chúng ta không đủ một người dạy cả toán lý cả lý hóa sinh, chúng ta phải tách là làm ví dụ chúng ta phải tách làm ba cái môn, ba cái phân môn nhỏ. Thì như vậy cái môn đó nó dạy như thế nào đó, thì tôi sẽ nói. Thì khi đó thì cái bản TKB clone, cái phần chức năng TKB clone view này nó sẽ giúp chúng ta là hỗ trợ cho những chuyện đó. Được rồi, tôi sẽ nói hôm nay tôi trình bày các bạn theo hai phần. Phần nhất là tôi giới thiệu nhanh để cho chúng ta khái quát cái chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng mà không phải giới thiệu về chương trình đâu, mà chỉ giới thiệu những cái phần nào mà liên quan đến thầy có biểu thôi. Phần khác thì các bạn có thể thì các bạn sẽ biết rồi, tôi chỉ nói những phần nào mà
những cái của chương trình giáo dục phổ thông mới mà nó liên quan đến mặt tăng trưởng các biểu, chúng ta cần phải chú ý. Được rồi, thế thì chương trình phổ thông mới chúng ta thì biết rồi là chương trình được ký năm 2018, tháng 12 năm 2018 và bắt đầu áp dụng từ năm năm ngoái kìa. Năm nay là áp dụng cho cấp 2, cho lớp 2 và lớp 6 và sẽ cuốn chiếu đến hết năm 2024-2025 thì kết thúc. Và lần này là gì? Là chương trình mới này là thay đổi đồng bộ cả chương trình, cả sách giáo khoa. Và một điều nữa rất đặc biệt là mới này là như này này, là chương trình là pháp lệnh. Nhưng mà sách giáo khoa thì không, sách giáo khoa chỉ là tham khảo và sẽ có nhiều bộ sách. Như vậy về lý thuyết ấy, là chúng ta có thể dạy theo nhiều cuốn sách giáo khoa chứ không phải là một. Thậm chí chúng ta có thể dạy khác hẳn sách giáo khoa miễn là theo chương trình là đúng. À, như các bạn chú ý nhé, cái mới này là cái chương trình là cái khung là pháp lệnh, mà pháp lệnh là cái năng lực của học sinh chứ không phải là pháp lệnh là chúng ta dạy theo đúng từng ý ý một của chương trình đâu, mà kết thúc học sinh là cuối năm phải đạt cái này, cuối năm phải đạt cái này, đó mới là cái pháp lệnh của chương trình khung. Còn cái dạy cụ thể bên trong nó như nào thì tùy sách giáo khoa, tùy các bạn, có thể nhà trường là có thể tùy, là tùy cái điều kiện cụ thể nó có thể thay đổi sao cho nó hợp lý nhất. Đó là điều chú ý nhé. Rồi thì cái điểm đặc biệt là như này, là chương trình mới này là như sau, là nó, trong hệ thống chương trình học là nó có những môn học bắt buộc và môn học tự chọn. Đó. Môn học tự chọn là dành cho các môn học địa phương hay là cái môn ngoại ngữ địa phương, như chúng ta là ở bên đây vùng sâu vùng xa có cái không phải người Kinh ấy, chúng ta có thêm cái ngôn cái dân tộc của mình. Một cái điểm nữa rất quan trọng là trung học cơ sở thì sẽ có là không phải ba hai viết đến hai môn, phải là ba môn đấy, bên nhầm lại ba môn đấy. Ba môn là khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và môn môn gọi là môn nghệ thuật. Thật là ba môn, tôi viết nhầm lại ba môn. Thì ba môn này là thực chất là tổ hợp của những môn học nhỏ hơn. Như vậy, môn học tự nhiên là của môn lý hóa sinh, môn khoa học xã hội đặt tên là môn lịch sử địa lý, là tổ hợp của môn sử và địa, môn nghệ thuật là tổ hợp của môn âm nhạc và mỹ thuật. Đó. Thế thì như sau này, thì chúng ta hiện nay là chúng ta làm chưa có thể có ngay được cái giáo viên dạy cái môn tổ hợp này. Cho nên bắt buộc chúng ta phải cái môn đó chúng ta phải có ba giáo viên dạy. Hay là hai đó, thì đây là cái điều đặc biệt của cái chương trình mới của chúng ta, nhất là đối với cấp 2. Còn cấp 3 thì là vô cùng phức tạp, học sinh được quyền được chọn nhiều môn học khác nhau. Nôm na là với cấp 3 thì là mỗi lớp là một học dạy theo một cái lựa chọn môn học khác nhau đó. Cấp 3 là rất phức tạp, hơn càng phức tạp nữa. Mình từ sang năm cấp 3 mới đầu học, từ sang năm là lớp 10 bắt đầu học, tức là chương trình phổ thông mới thì sẽ rất phức tạp đây. Rồi, thì bây giờ tôi khái quát nhé, để chúng ta xem nhé. Thì đây là cái bảng phân bổ môn học cho tiểu học đối chương trình phổ thông mới nhé. Đây chính là cái lấy copy hoàn toàn từ chương trình phổ thông mới đây. Thì chúng ta quan sát này, chúng ta thấy như sau nhé. Như vậy là có những môn là môn bắt buộc đây, từ đây xuống là bắt buộc này, đúng không? Và có môn tự chọn là môn tiếng dân tộc thiểu số và môn ngoại ngữ một. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta chú ý đặc biệt đến cái môn là hoạt động trải nghiệm đó. Hoạt động trải nghiệm là cái môn mà là có một bục phân bổ là một tuần là 3 tiết, được chưa? Rồi và chúng ta chú ý là đây tổng số tiết học trong một tuần lễ, là lớp 4 lớp 5 là 30 tiết rồi. Như vậy nhìn vào này ta cho thấy ngay là nếu mà chúng ta tách cái tiết chào cờ ra ấy thì không đủ. Lớp 1, 2, 3 thì vẫn đủ, nhưng lớp 4, lớp 5 là không đủ tiết, không đủ cho cái ăn chào cờ nữa. Thì phải làm như nào? Tôi sẽ nói nhé. Đây chính là cái chương trình cho cấp cho tiểu học. Chúng ta chú ý là có cái môn học sau đây nè. Đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì có cái môn là tự nhiên và xã hội. Xã hội đấy nhé. Còn môn lịch sử địa lý khoa học thì dạy từ lớp 4 năm, lớp 4 năm. Như vậy là cái môn là tiếng xã hội này là tách ra từ lớp 1, 2, 3, tách ra thành hai môn lịch sử địa lý và khoa học. Cho lên cấp 3, lên cấp 2 nó thành hai môn riêng là môn học tin và khoa học xã hội. Cho lên cấp 3 nó tách ra, nó tách nhỏ ra. Như vậy quá trình của chúng ta là phát triển lên và tách ra và gọi là phân hóa ra.
Đó. Thì đây là chương trình tiểu học nhé. Chương trình tiểu học thì cũng không có gì đặc biệt lắm so với chương trình cũ, nó gần giống, không thay đổi mấy, chỉ khác một điều đấy, khác một điều là có cái môn là động trải nghiệm này, và có cái chuyện là có cái tổng số tiết của là 4 năm là 30 tiết. Đó là điều mà hơi nhìn vào đây thấy đấy là về thầy có biểu là hơi bị khó đây nhé. Để tôi một chút nhé. Alo, ai đấy? Đấy. Có một số bạn này mình bị ao ra mình mới vào. Được rồi nhé. Câu hai đây. Bây sang đây ra sang đây cấp 1, bây sang cấp 2 này. Hai cấp 2 này như thế này, chúng ta chú ý. Cấp 2 cũng vậy, có những môn bắt buộc từ đầu, từ đây trên cho đây là lên làm bắt là bắt buộc. Tự chọn có hai môn vẫn như thế là môn tiếng dân tộc thiểu số và môn ngoại ngữ 2. Đây là hai môn tự chọn. Và các bạn chú ý như sau là tổng số tiết của nó là như sau. Là đối với lớp 8 lớp 9 là 29,5. Vì sao là như vậy? Bởi vì là môn công nghệ này. Công nghệ là cái môn mà là 1,5 tiết trong một tuần lễ, 52 tiết trong cả năm đây. Suy ra là nó bị vênh như này. Suy ra là lớp 8, lớp 9 là như sau, là có một học kỳ sẽ là học là 29 tiết, một học kỳ sẽ học là 30 tiết. Đó. Cho nên nếu mà học một học kỳ đó mà học 30 tiết ấy, thì suy ra là cũng không có tiết chào cờ nữa. Đấy, thì phải làm như thế nào? Thì chúng ta cùng nhau sẽ tìm hiểu thêm nhé. Đó. Thì riêng đối với cấp 2 là như sau. Có cái môn là khoa học tự nhiên đó, đây là chính là cái môn mà chúng ta sẽ định nghĩa tiếp lắm nữa, định nghĩa là đấy là môn tổ hợp của ba cái môn là lý hóa sinh. Đầu lớp 6 thì đó là môn tổ hợp, còn lớp 7 thì vẫn là lý hóa sinh, 7, 8, 9 vẫn là lý hóa sinh như bình thường, nhưng mà dưới lớp 6 thì nó không có cái môn hóa sinh lý sinh như cũ nữa, và nó thay vào là môn khoa học tự nhiên. Môn lịch sử địa lý chính là cái môn là khoa học xã hội, có xã hội chính là cái môn là tổ hợp của cái môn lịch sử địa lý cũ. Đấy, đây là cái môn mới nhé. Ngoài ra còn môn nữa là môn nghệ thuật, cũng là cái môn mà là cũng là cái môn là tổ hợp, là chú ý như vậy. Là cấp 2 là chú ý là nó sẽ có ba cái môn mới, mà còn ba môn mới mà thực chất là tổ hợp của các cái môn nhỏ hơn mà trước kia chúng ta vẫn quen dạy như vậy. Thì theo tôi biết là về các trường sư phạm các năm sau ấy, sẽ bắt đầu tổ chức là mở các chuyên ngành để dạy, để cho đào tạo giáo viên dạy đúng cái môn này, một môn thôi. Nhưng mà từ giờ trên lúc chúng ta đủ giáo viên ấy là phải khoảng cỡ 5-10 năm nữa. Cho nên trong thời gian mà chuyển đổi như vậy, ngay cả sau năm 2025 nhé, thì chúng ta vẫn phải có hiện tượng là cái môn không tự nhiên vẫn phải có 3 giáo viên dạy. Vì trường chúng ta là không đủ người, không đủ giáo viên để dạy cả lý hóa sinh rất là khó, chúng ta không được đào tạo như vậy. Hay là cái môn lịch sử lý cũng vậy, chúng ta không thể có đủ giáo viên dạy cả lịch sử cả địa lý. Cho nên chúng ta vẫn phải là nôm na là cái môn khoa học tự nhiên ấy là nhiều trường vẫn phải có là mỗi lớp như vậy là có 3 người dạy. Đó, thì chúng ta làm như thế nào? Rồi, đó là trường cấp 2 chúng ta chú ý nhé. Đối với trường tôi nói thêm một chút nữa về cái em về cái em cả chương trình của trong chương trình của bộ nhé. Là tiểu học này, đây là trung học cơ sở này, đây là trung học phổ thông này, đều không có cái khái niệm là cái môn là môn là môn là môn, môn sinh hoạt đó. Nhưng mà môn sinh hoạt lại là môn rất quan trọng trong 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 cái việc trong cái em sẽ có biểu, vì cho ta biết là cái sinh hoạt là cái môn mà giáo viên chủ nhiệm sẽ họp với lớp một tuần, họp một lần để sinh hoạt lớp chuyên môn. Trong thứ biểu thì lại có môn sinh hoạt rất quan trọng. Đó, thì chúng ta sẽ quan niệm sinh hoạt là gì thì lại tôi sẽ nói. Còn đây là chương trình của cấp 3 thì chúng ta đây là cấp 2 thì chúng ta không quan tâm lắm, nhưng mà tôi nói nhanh nhé là nó phức tạp hơn rất là nhiều lần. Là trình cấp 3 là nó có được chia là các cái nhóm môn là bắt buộc chính thức, nhóm môn là khoa học xã hội, môn khoa học tự nhiên, nhóm môn công nghệ và nghệ thuật đó, rồi vẫn có môn là môn tự chọn đó, môn giáo dục mà khởi động trải nghiệm hướng nghiệp đó. Thì với cấp 3 này như sau, học sinh sẽ học bắt buộc phải học những môn này 1 2 3 4 5. Còn 10 cái môn này là học sinh được chọn 5 trong 10 môn này. Nhưng mà phải đủ cả ba nhóm.
Như vậy là mỗi một lớp, như vậy là mỗi một lớp của các bạn sẽ phải được chọn là 5 môn bắt buộc, phải chọn 5 môn bắt buộc và 5 môn trong 10 môn này, trong 10 môn theo ba cái nhóm: nhóm khoa học xã hội, nhóm khoa học tự nhiên và nhóm công nghệ và nghệ thuật. Đó. Ngoài ra thì các bạn còn có thêm một cái nữa là có cái cụm chuyên đề. Mỗi lớp phải chọn 3 chuyên đề. Trong bao nhiêu? Trong tổng số toàn bộ chương trình quy định là tất cả có 42 chuyên đề và mỗi lớp sẽ phải chọn 3 chuyên đề trong 42 chuyên đề đó. Như vậy là nó rất phức tạp. Đối với cấp 3 là nó rất phức tạp trong cái chuyện là phân bổ môn học cho cái từng cho từng lớp học. Đó, các bạn chú ý nhé, để nó thêm một chút thôi. Đối với cấp 3. Chúng ta ở đây không phải hỏi cấp 3. Rồi thì đó là cái trình chúng ta quan sát cái phân bổ môn học này cho trong trình phổ thông để chúng ta biết là sẽ đưa cái đó vào trong phần mềm thực biểu chúng tôi là như thế nào nhé. Để thì chúng tôi sẽ làm như sau này, đây là cách làm, cái làm của chúng tôi là như sau nhé. Là thứ nhất ấy là chúng tôi là trong phần mềm của chúng tôi năm nay này mới này thì chúng tôi đã đưa vào như sau. Trong trong phần mềm sẽ có hai danh sách môn học, bạn chú ý nhé. Hai danh sách, một là danh sách môn học cứng theo chương trình giáo dục mới. Cái này mà tôi đưa vào để có điểm gì để cho chúng ta có thể lúc nào chúng ta có thể quan sát được, quan sát và chúng ta theo dõi và chúng ta tham khảo. Đó. Ngoài ra trong phần mềm có một sách thứ hai là sách chính này, là danh sách các môn học để phân công sự thể khóa biểu, là chính sách môn học mà hàng ngày chúng ta học hàng ngày đấy. Như vậy là danh sách một và hai, danh sách hai là sách vẫn có từ xưa đến nay, còn một thì là mới tinh. Một là sách chúng tôi đưa vào là cứng không sửa được, chỉ quan sát, không 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 cho phép sửa, đây chỉ phải nhìn thôi để nhìn và biết là trong chương trình mới là nó có cái đó đấy. Thì trong thời kỳ mà trong thời kỳ chuyển đổi thì sách một, sách hai là khác sách một, sách sách hai là cả môn mới cả môn cũ, như vậy là nó sẽ lớn hơn rất nhiều là sách một. Sau năm 2025 thì hai một nó trùng là một, còn từ nay đến năm 2025 thì vẫn có hai sách. Nhắc lại nhé, sách môn học hiện thời của thầy có biểu để xếp thứ biểu hàng ngày ở trên lớp mà tôi gọi là sách hiện thời, thì sách hiện thời đó được quyền thêm bớt môn, sửa môn, xóa môn, thoải mái vô tư, thay đổi cái đổi tính chất của môn. Còn cái sách thứ hai là sách là một đây này, là sách cứng theo chương trình phổ thông mới, thì sách đó là chỉ đưa vào để có nhất là chúng ta quan sát thôi, quan sát chúng ta tham khảo, không thay đổi được. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy trong chương trình là sẽ có hai sách môn học mà chúng ta phải chú ý là nó có hai cái như vậy. Thì cái hiện thời đây, hiện thời là cái chúng ta được quyền thay đổi, được quyền sửa đổi, dùng nó để ta phân công cho lớp này, lớp 6A học môn này, lớp 6B học môn này, thầy giáo này dạy môn này bao nhiêu tiết, là chính là cái sách môn, sách hiện thời. Còn cái sách học cứng thì ta để một góc cho ta quan sát thôi. Thì phần mềm cho phép chúng ta có thể là sao chép từ cứng sang hiện thời. Nếu chúng ta mà thấy nó thiếu chúng ta có thể copy sang cho nó thuận tiện nha, thì nó chỉ ra chú ý nhé. Đây lại có hai sách môn học, cái sách môn học cứng theo chương trình phổ thông mới và sách môn học hiện thời dùng để xếp thể khóa biểu. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quan sát cái sách môn học cứng. Thì bọn tôi đã đưa ra sách môn học cứng này cũng không phải hoàn toàn theo 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 trình của bộ đâu, mà chúng tôi đã làm lại một chút cho nó hợp với các nhà trường để chúng ta có thể xếp thể khóa biểu được. Rồi chúng ta bắt đầu quan sát nhé. Thì đây là chính là cái sách môn học cứng đây, cho các bạn xem. Sách môn học cứng là cái màu trắng cái này, và đây chính là cái danh sách môn học mà nó dùng gọi là cứng của bộ nhưng mà dùng nó để xếp thể khóa biểu, cho nên nó hơi khác một chút so với cái chương trình gốc của trên bộ. Thế là cái thay đổi này là hợp lý, không không có gì là không hợp lý cả, hoàn toàn là hợp lý, nhưng mà nó phù hợp để chúng ta có thể dùng nó để xếp khóa biểu được. Chúng ta bắt đầu quan sát nhé. Tôi nói luôn sao, tôi nói nhanh xem rằng đây là cấp 1 đây. Cấp 1 sẽ là trình trình mới đấy, sẽ là có là 15 môn, chúng ta chú ý. Và sẽ có thêm môn sinh hoạt. Môn sinh hoạt luôn nằm ở phía trên cùng của sách môn học. Và môn sinh hoạt là môn bắt buộc và không không xóa được. Các môn khác được quyền xóa nhưng môn sinh hoạt là không xóa được. Chúng ta chú ý môn đồ trải nghiệm đây là cái môn mà theo chương trình của chúng tôi, theo trình của bộ là 3 tiết một tuần mà chúng tôi đã phải giảm bớt đi còn 2 tiết, như vậy là bù 1 tiết vào chỗ sinh hoạt này.
Vậy môn sinh hoạt này có thể được hiểu là chính là một phần của hoạt động trải nghiệm đó, thì là cái đó là cái mà hiện nay các nhà trường đều làm như vậy hết, tất cả các trường trên trên toàn quốc làm như vậy cả. Nhưng mà cái điều khác của cái chương trình này so với chương trình của bộ là gì, chính là như sau, chính là cái hoạt động trải nghiệm này chúng tôi đã đưa vào trình gốc ở đây và đã giảm đi một tiết và bù một tiết vào vào sinh hoạt nhé. Đây là một cách chúng tôi đưa vào chương trình của chúng tôi. Các nhà trường có thể thậm chí có thể các nhà trường có thể vận dụng thêm nữa được như sau. Ví dụ đối với trường lớp 4 lớp 5 đây là 20 tiết, là 30 tiết. Như vậy dạy theo đúng cái này thì chúng ta sẽ không có tiết chào cờ nữa. Cho nên là một số nhà trường ví dụ như sau này là coi tiết chào cờ cũng là một tiết trải nghiệm. Đó, cho nên chúng ta có thể giảm đi cái này còn một tiết thôi. Giảm được còn một tiết. Như vậy là theo chương trình của bộ thì chương trình trải nghiệm này sẽ là 3 tiết, nhưng mà chúng ta sẽ giảm đi một tiết chuyển sang sinh hoạt và một tiết chuyển sang chào cờ. Như vậy là toàn bộ nhà trường có chào cờ hết. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đó là đối với cấp 1. Còn cấp 2 của chúng ta đây. Cấp 2 thì nó hơi phức tạp hơn. Cấp 2 là như sau nhé. Cấp 2 thì các môn học tổng cộng sẽ là 22 môn. Đó. Và chúng ta chú ý như môn sau đây này. Có 3 cái môn là môn mà tôi gọi là môn tổ hợp, là môn khoa học tự nhiên. Đây. Môn là lịch sử và địa lý và môn nghệ thuật. Như vậy là các thuộc tính môn học gồm có là thuộc tính là nhóm, là thuộc tính mô tả là bắt buộc hay là tự chọn. Chỉ có 2 môn tự chọn thôi, là môn tiếng dân tộc và môn ngoại ngữ 2. Một tổ hợp đây thì tất cả các môn đều là không, đều là môn đơn. Tổ hợp sẽ là môn gì, là môn khoa học tự nhiên, lịch sử địa lý và môn nghệ thuật. Đó, lịch sử địa lý là có cái mã là khoa học xã hội. Bạn chú ý nhé là mỗi môn học sẽ gồm có phần mã và phần tên. Phần mã này là bắt buộc phải khác nhau, không không được phép có 2 môn là trùng mã, nhưng mà tên môn thì có thể trùng. Hiện nay chúng ta là trong trình của chúng tôi là có 2 môn trùng tên nhau đấy, chính là môn lịch sử và địa lý. Sử địa lý cho cấp 1 có cái mã là LSDL, còn môn lịch sử địa lý cho cấp 2 đặt tên mã của nó là khoa học xã hội. Nên là khác nhau nhé. Đấy. Thì môn là môn tổ hợp thì có ký hiệu là một ở đây, tổ hợp là một thì nó sẽ mô tả có bao nhiêu môn con là môn gì. Thì môn không tự nhiên là 3 môn con là môn lý, hóa, sinh. Môn lịch sử địa lý là môn con là sử địa. Môn nghệ thuật là môn con là nhạc và mỹ thuật, và trong chương trình là có cái môn là gì, là môn vật lý đây, hóa sinh lịch sử địa lý âm nhạc mỹ thuật đây. Thế nhưng môn này là môn mà theo chương trình chính của chúng ta đó thì không phân bổ, không có ở đây này, không có ở đây nhé. Đây là chương trình chính, đây là chương trình mới, cho nên đây là lớp 6 thôi, còn lớp 7 và 8 9 thì là vẫn như cũ. Đây là tôi đang mô tả, đây là cái chương trình phân phối chuẩn theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Mà cái mà các bạn nhìn thấy màn hình ấy, chính là cái gì, chính là cái sách môn học cứng, môn học cố định theo chương trình giáo dục mới trong phần mềm. Đây thì các bạn chú ý nhé. Hoạt động trải nghiệm của chúng tôi cũng được bổ ra, xẻ ra còn là hai tiết thôi, một tiết sẽ bổ sung vào cho môn sinh hoạt đây. Cũng như vậy chúng ta có hai cách làm. Một là chúng ta phân bổ cái trải nghiệm, phân học trải nghiệm này thành ra là gì, thành ra là còn 2 tiết, một tiết chúng ta bổ sung sang sinh hoạt, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta giảm hoạt động trải nghiệm này xuống còn một tiết thôi, thì suy ra là một tiết sẽ bù vào sinh hoạt và một tiết sẽ bù vào vào cái tiết chào cờ. Đó là tùy 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 từng từng sở, từng phòng, từng trường một, chúng ta được quyền làm như vậy nhé. Thì nếu chúng ta mà giảm cái hoạt động trải nghiệm này đi xuống, chuyển giảm sang cái môn sinh hoạt hoặc giảm sang chào cờ, thì trong cái tiết chào cờ đó, sinh hoạt đó, chúng ta phải có cái hoạt động là chúng ta phải dạy, phải nói cho học sinh theo sách giáo khoa của hoạt động trải nghiệm. Năm nay các lớp 6 này là có cả sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm nhất, cái môn này là môn có sách giáo khoa đấy, chứ không phải là môn chính thức trong chương trình mới đấy. Chúng ta bắt buộc phải dạy nó tương đương là một tuần 3 tiết, bắt buộc nhé. Nhưng mà chúng ta có thể linh hoạt bằng cách chúng ta cái môn chính thức trên lớp giảm xuống còn 2 hoặc 1, còn lại chúng ta chuyển phần dạy đó sang sang cho tiết sinh hoạt và tiết chụp cơ.
đó là tùy nhà trường để bảo đảm cho nó hợp lý trong cái việc mà xét tuyển công việc. Thì trong phần việc của chúng tôi thì cái ai dạy sinh hoạt thì người đó sẽ là chủ nhiệm lớp, phần mềm được định nghĩa chủ nhiệm lớp thông qua cái tiết sinh hoạt đó, chúng ta chú ý nhé. Rồi tổng số tiết của cấp 2 là như sau, là lớp 6, 7 là 29 tiết, như vậy là vừa bạn có là cộng thêm một chọc cờ nên là đủ 30 tiết, vừa khít luôn. Còn lớp 8, lớp 9 thì lại bị thừa này. Lớp 8, lớp 9 như vậy là một học kỳ sẽ học 29, một học kỳ sẽ học 30. Theo kiểu 30 tiết đó sẽ không tiết chào cờ nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chú ý thì làm như nào. Thì chúng ta học là chúng ta sẽ giảm một tiết giáo dục, mà một tiết là một tiết gì nhỉ? Học động trải nghiệm đi. Thì như vậy nó bù sang tiết chào cờ thì là ngon lành. Còn không thì chúng ta sẽ phải cho chào cờ vào một chỗ khác. Đó, tùy nhà trường nhé, tùy nhà trường quyết định, tùy hiệu trưởng quyết định. Cái này là không nằm trong chương trình của bộ quy định, mà phần mềm cũng không quy định. Chúng ta sẽ phải tùy 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 cái điều kiện linh hoạt của trường mình, hoặc cục trên phòng có thể ra quyết định. Đó là cái tiết chào cờ, học tiết tiết chào cờ đó có được coi là trải nghiệm không. Nếu có thì chúng ta giảm tiết trải nghiệm này xuống còn một thôi, như vậy là phân bổ sang sang sinh hoạt và chào cờ, thì như vậy là đủ hết tiết cho tất cả các khối lớp nha. Các bạn hiểu nhỉ? Chỗ này là chỗ rất khó để quan sát đấy, rất là tế nhị, rất là khó hiểu đấy. Nhưng mà ra chú ý tổng số tiết trong một khối lớp chỉ là 30 thôi, vì theo phân công của bộ thì vẫn học một buổi chứ không phải học hai buổi. Còn các trường học phải hai buổi là các trường học thêm thôi, nhưng buổi sáng là học chính, buổi chiều là học thêm các môn học khác đấy. Chứ còn về mặt theo chương trình chính thức của bộ là học một buổi. Rồi như chúng ta tôi nhìn nhanh sang cái cấp 3, thì cấp 3 thì nó phức tạp hơn. Đấy, thì nó phân chia thành những cái nhóm, như là nhóm là nhóm khoa học xã hội, nhóm khoa học tự nhiên, nhóm công nghệ và nghệ thuật, rồi nhóm là nhóm chuyên đề. Đấy. Và nó khá phức tạp. Tổng tiết của nó là 29 tiết của tất cả ba khối, như vậy là vẫn đủ chỗ cho cái môn cho tiết chào cờ nữa. Vậy là cấp 3 thì không có đề gì. Còn cấp 1, cấp 2 đều vướng một chút theo chương trình của bộ. Là cấp 1 thì vướng lớp 4, lớp 5. Còn cấp 2 thì vướng cái môn công nghệ của lớp 8, lớp 9. Chúng ta chú ý nhé. Còn vì ở đây chúng ta hôm nay không có cấp 3, tôi sẽ bỏ qua, tôi không nói cho cái chương trình này cấp 3 này nữa nhé. Cấp 3 này đến sang năm thì mới cần, năm nay vẫn là theo mô hình cũ. Được rồi. Đấy, thế bây giờ tôi sẽ mô tả. Thì đây đây chính là cái mà cái bảng môn học cố định trong phần mềm đây. Thì khi các bạn nâng cấp dữ liệu từ cũ lên mới, hoặc chúng ta là mua mới về, chúng ta tạo mới vào phần mềm cái file thì biểu, thì trong máy tính có luôn cái chương trình cố định này. Và cái sách ngoài cố định là cái cứng, không chúng ta không sửa được, chỉ quan sát và xem thôi. Và chúng ta sẽ có phép là cho phép là từ đấy chúng ta có thể copy sang cái sách môn học mới của chúng ta, sách học hiện thời đấy, copy sang để mà dùng. Chúng tôi khuyên các bạn nhé, là các bạn là nên giữ nguyên tên và giữ nguyên cái mã môn học này, chúng ta không thay đổi cho nó hợp lý, cho nó trùng khớp lại, chứ không 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 nên là chương trình trong sách môn học cứng là một cái mã riêng, trong sách của chúng ta riêng là cái mã riêng thì không hay. Chúng ta nên chỉnh sửa cái mã cho hai bên là nó trùng khít lại với nhau. Bạn chú ý là có hai môn có tên trùng nhau là môn lịch sử địa lý cho cấp 1 đây, cho cấp 2 là trùng tên môn nhưng mà là khác mã đây. Còn đây là những cái thuộc tính của môn học này mở rộng rất là nhiều lần so với ngày xưa. Ngày xưa chúng ta chỉ có các cái thuộc tính là màu sắc này, là cũ này, y xã hội là cũ này, và môn học chính trị phụ là đây là cũ. Còn từ đây là mới hết này, là có nhóm này, nên tôi chia làm 6 nhóm tất cả, là phân bổ cho cái môn học, phân bổ cho các học nào, để cho đây bên chút là môn này môn mô tả tiểu học cho cơ sở để cho phổ thông đây. Thì là môn tiếng Việt không có một, nhưng mà là phân bổ cho tiểu học thôi. Một ngữ văn là 110 để phân bổ cho cấp 2, cấp 3. Cấp 1 không có, cấp 1 chỉ là môn tiếng Việt đây. Đó. Môn thể dục chính là phân bổ cho cả 3 cấp đây. Đây là môn tổ hợp. Môn tổ hợp thì là không nên là môn đơn, một là môn tổ hợp. Tổ hợp thì có là số lượng môn con. Môn con là môn nào? Đấy, mô tả tỉ mỉ nhé. Thì chỗ này là chỗ mà để
sau này chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta có thể là phân bổ lại. Ví dụ như là cái môn học tự nhiên này, một tuần sẽ học là một vật lý, một hóa, hai sinh học. Chúng ta sẽ trên chương trình thứ biểu chính có đây là môn là một học tự nhiên, nhưng mà cụ thể cho từ lớp 1 chúng ta sẽ phân bổ cụ thể ra. Thì nhiên lát nữa tôi sẽ nói cái lệnh đó, chúng ta có thể phân bổ tỉ mỉ ra cho từng lớp một, là cái lớp 4 lớp này thì lúc nào thì học vật lý, chỗ nào thì học hóa học, chỗ nào thì học môn sinh học. Ở đây nhé, đó là chú ý môn này cũng vậy, phải xử lý là một môn thôi, nhưng mà chúng ta không đủ người dạy, không đủ, phải có hai người dạy phần lịch sử và người địa lý, thì tùy thuộc vào cái sách giáo khoa mà chúng ta lựa chọn đấy, tùy thuộc vào phân bổ chương trình. Chúng ta có thể phân bổ cụ thể ra là cái tuần này học hai lịch sử, tuần này học một sử một địa, tuần này học hai địa. Đó, chúng ta sẽ phân bổ ra theo từng tuần một, hoặc theo từng học kỳ, hoặc theo từng nửa học kỳ, tùy nhà trường nhé. Đó, tổng cộng cái số lượng môn học cứng mà tôi đã đưa vào từ chương trình của bộ, nhưng tôi đưa vào đây mềm là tôi đưa vào cứng là tổng cộng là 32 môn, tất cả 32 môn. Cho nó có 3 môn chuyên đề cho cấp 3 đây, hoạt động trải nghiệm đây, phân bổ cho cả 3 cấp luôn nhé, 3 cấp. Và cái 2 môn tự chọn là môn tiếng dân tộc và ngữ 2, đây là 2 môn tự chọn, ký hiệu nhóm là 10. Và tổng cộng là có 5 cái nhóm, ký hiệu là từ 0, 1, 2, 3, 4 và đến 10. Đã chú ý nhé. 0 là bắt buộc, 1 là khoa học xã hội, 2 khoa học tự nhiên, 3 là công nghệ và mỹ thuật, 4 là chuyên đề và 10 là tự chọn. Đấy. Thì đó là, đây là danh sách 32 môn chính thức theo chương trình mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thì các nhà trường hiện nay chúng ta như sau. Từ nay đến năm 2025, chúng ta sẽ có hai danh sách môn học độc lập và khác nhau. Nhưng sau năm 2025 thì hai danh sách này là giống hệt nhau, vì chúng ta dạy theo hoàn toàn theo chương trình mới. Trên toàn bộ các nhà trường trong năm trường mình, lớp trường mình đều học một chương trình thôi. Thì cái danh sách này, các bạn đang nhìn trên màn hình này, chính là danh sách của chung của toàn trường. Còn bây giờ, trong thời gian chuyển đổi, chúng ta có cả hai danh sách khác nhau. Được chưa? Rồi, các bạn chú ý nhé. Thì như vậy, cái bài này cũng dễ hiểu, cũng dễ, không gì khó đâu, nhưng mà chúng ta chú ý như vậy thôi. Không điểm chú ý nhất là đối với cấp 2. Rồi, thì các môn học mà đã được mở rộng thủ tính của nó hơn rất nhiều so với cái cũ. Thì tôi sẽ mô tả nhanh nhé. Là nó gồm các cái mã tính học như sau này. Là mã môn, tên môn, nhóm môn, phân bổ môn tổ hợp hay là không tổ hợp, môn chính hay là môn không chính, môn tự nhiên hay là xã hội, số vòng học môn và các cái thuộc tính khác nữa như là màu sắc, thông tin chuyên đề, vân vân. Thì trong cái đây là các cái tính mới của môn học mở rộng ra cho cái chương trình mới này. Thì ra chú ý cái sau đây nhé. Cái mã môn là cái mã mà không được phép là khác nhau từ đề mục. Mỗi môn học phải có một cái mã môn khác nhau. Phần mềm sẽ phân biệt bằng mã môn. Còn tuyên môn là cái gì hiện ra trên màn hình thôi, không là cái để phần mềm nó phân biệt. Phần mềm chỉ phân biệt về mã môn, là chú ý như vậy. Cho nên chúng ta nên đặt cái mã môn trùng với mã môn mà phần mềm đang có, không nên thay đổi lại nhé. Tiếp theo là cái nhóm môn, chính là cái phân loại môn học. Cũng có bắt buộc, học tự nhiên, học xã hội, công nghệ, nghệ thuật, chuyên đề và tự chọn. Như vậy sẽ phân loại là 6 loại nhóm môn. Về phân bổ, nghĩa là phân bổ theo từng khối. Môn tổ hợp, đó là riêng cho cấp 2 là các môn tổ hợp. Là nhắc lại nhé, có 3 môn tổ hợp tất cả. Nhắc lại thêm là sau này khi mà các nhà trường, tất cả giáo viên đều dạy được hết cái môn tổ hợp này. Không có về cái môn không tự nhiên, chúng ta cho dạy được hết, thì chúng ta sẽ bỏ cái môn tổ hợp đi. Nhưng mà tôi nghĩ là phải 10 môn chúng ta mới bỏ được. Có rất lâu các nhà trường mới có đủ giáo viên để dạy tất cả các môn học tổ hợp cho nó đúng dạy như nhau. Còn bây giờ vẫn là chúng ta phải có cái khái niệm là giáo viên chuyên riêng cho lý hóa sinh. Thì chừng nào mà còn riêng thì còn khái niệm tổ hợp, chừng nào mà hết riêng thì mới hết môn tổ hợp. Cho nên khái niệm tổ hợp này sẽ có ý nghĩa trong khoảng 10 năm nữa nhé. Môn tổ hợp này còn chỗ khác thì tôi không nói gì. Để tôi thêm một chút về cái số học môn đây. Cái phần này là phần rất quan trọng. Đây là cái gì đây?
hormone đây là một cái thông số mà là một cái tham số yêu cầu cứng của phần mềm của thường có biểu là gì, là cái là mô tả cái số tiết mà tại một thời điểm cái môn học đó, chỉ để học từng từng đó tiết thôi, là cái là cái cứng. Cái định nghĩa của nó là như sau này, ví dụ chúng ta toàn trường chúng ta chỉ có 3 phòng học, 3 phòng tin thôi, 3 phòng tin thôi, mà trường chúng ta là có là ví dụ trường chúng ta có 20 lớp đúng không ạ, 20 lớp và trường chúng ta có 5 giáo viên tin. Như vậy là về lý thuyết phần mềm có thể xếp xếp biến là xếp nguyên, mà nó có thể xếp cùng một lúc là năm năm ông tin là dạy năm năm lớp liền một lúc tại cùng một thời điểm, nghĩa là cùng cùng là tiết ba là tiết ba chẳng hạn, là năm ông tin cùng năm thầy tin cùng dạy cùng một lớp luôn, cùng một thời điểm dạy năm lớp khác nhau, thì cả năm ông tin này đều muốn vào học phòng học để thực hành thì không đủ, của chúng ta có ba phòng thôi đó. Thì đó là cái vướng mắc của cái phần của cái các môn học, nhất là những môn có phòng học, có phòng lab đấy, môn tin học, môn lý hóa sinh là những môn mà có phòng lab, hay là môn thể dục mà có cái phòng học thể dục ấy, riêng ấy. Thì chính cái tham số này này là tham số chúng ta sẽ hạn chế lại. Thì môn tin chúng ta đặt tham số này là 3, thì như vậy là phần mềm sẽ chỉ xếp được cùng một lúc maximum tại một thời điểm chỉ có ba tiết tin thôi, thì bất cứ lúc nào ai có thể, lớp lớp nào có thể vào phòng tin để thực hành được. Hay là ví dụ môn khoa học tự nhiên chúng ta chỉ có là hai phòng lab của cái môn khoa học tự nhiên thôi, thì chúng ta sẽ chỉ đặt cái giá trị này là hai, thì cùng một lúc chỉ có cho phép chúng ta là có hai lớp maximum là đang 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 học trên đó. Thì đó, cái thông tin này là rất quan trọng, được chưa? Rồi thì đây là đây chính là cái màn hình mới mà nhập mà thông tin của môn học mới mới đây. Đây là cái màn hình là nhập nhập phòng nhập cái thông tin của môn học hiện thời nhé, không phải là môn học cứng. Môn học cứng thì để xem chúng ta không sửa, đây là màn hình cho phép là thêm bớt sửa xóa vô tư sửa thông tin của máy tính đây. Đây là mới đây, thông tin gồm có là mã này, tên này, phân bổ này, rồi là môn tổ hợp hay không này đó, hay là nhóm môn này, ta phân bổ ra này, rồi số học môn này, đây chính là cái số học môn này, chính là cái số mà chúng ta tôi vừa nói đấy, là chúng ta hạn chế cái số lượng tiết học tại cùng một thời điểm cùng một học đó. Đây là môn tin, chúng ta cái này là hai thôi, chỉ có hai phòng tin thôi. Rồi ở đây có một nút là nút này này, nút này là nút sẽ tự động sao chép bổ sung thêm vào sách hiện thời những môn học từ chương trình, từ cái sách môn học cứng vào đây nếu trong sách này chưa có môn học đó. Thì như vậy đối với trường, đối với năm nay lớp 6 nhỉ, chúng ta sẽ bấm nút này và nó sẽ tự động cập nhật từ chương trình giáo dục mới vào cái sách hiện thời, chúng ta đỡ phải nhọc bằng tay. Thì là nó làm nút này nhé, là chú ý. Đây là cái màn hình mới của chúng ta, đây là cái lịch nhà, kế hoạch áp dụng cho chương trình giáo dục mới là năm ngoái là lớp 1, năm nay lớp 2, lớp 6, sau năm lớp 3, 7, 10, sau nữa là 4, 8, 11, sau nữa là 5, 9, 12, và năm 2025 là kết thúc hoàn toàn và chuyển đổi xong. Mà tôi nhắc lại là chuyển đổi xong rồi nhưng mà chưa chắc, nhưng mà chúng ta vẫn phải dùng cái môn tổ hợp bởi vì chúng ta vẫn không đủ giáo viên để dạy dạy cho cái môn tổ hợp đó, và chú ý nhé. Thì thầy biết là các trường sư phạm là hiện nay đã bắt đầu tuyển sinh, ngày xưa cho tuyển sinh là cái khoa lý hóa sinh riêng, bây giờ sau sẽ gộp lại này thành cái khoa là khoa ngành gọi là ngành khoa học tự nhiên, thì cái giáo viên cấp 2 sẽ chỉ học một chuyên môn một ngành đó thôi. Giáo viên mà để học để dạy ra dạy cấp 2 đó, chúng ta học một chuyên ngành đó và dạy cho cả ba môn, ba phân môn con ở trong cái môn tổ hợp đó nhé. Rồi tức là tôi làm tới đây là xong. Tôi nói thêm, bây giờ tôi nói xem cách chúng ta sẽ áp dụng chương trình này, cái phần mềm này cho chương trình mới chúng ta như thế nào. Đấy. Cái nhìn chung thì tôi nói rồi là chúng ta sẽ phân bổ cái tiết là tiết trải nghiệm đó. Tiết trải nghiệm là được phân bổ trong mỗi lớp là 3 tiết. Thì chúng ta có hai cách. Một, theo trình này chúng ta sẽ phân bổ cho ba, chúng ta tách ra một tiết phân bổ cho môn sinh hoạt, môn soạn là một tiết đó là bắt buộc rồi. Cách thứ hai mạnh hơn, chúng ta phân bổ tiếp một tiết nữa cho môn, cho cái tiết chọc cờ, thì như vậy cái tiết sinh trải nghiệm đó còn là một tiết thôi. Tôi nhắc lại nhé, như là nếu chúng ta mà giảm xuống còn hai thì một tiết sẽ chuyển sang môn sinh hoạt. Vậy tiết sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm phải có nhiệm vụ là dạy một phần của cái môn học trải nghiệm,
Còn nếu mà chúng ta là tách nữa, giảm còn một thôi, còn một thôi, thì cái một tiết sẽ được chuyển sang sinh hoạt và một tiết chuyển sang chọc cờ. Thì trong chọc cờ đó chúng ta phải có cái hoạt động trải nghiệm trong cái tiết chọc cờ. Như vậy là trong chương trình mới này chúng ta thì cái tiết chọc cờ cũng phải làm khác đi so với ngày xưa. Ngày xưa chọc cờ chỉ là cái phần mà chúng ta hiệu trưởng hiệu phó lên nói về cái hoạt động tổng kết tuần trước hay tổng kết hôm trước hôm sau như nào đó, và chúng ta không 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 làm gì không làm không làm gì hơn, hoặc là chỉ là văn nghệ giải trí thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bổ sung thêm hoạt động trải nghiệm vào bên trong cái tiết chọc cờ chung của toàn trường. Thì đối với cấp 2 thì chúng ta chú ý là chú ý đến đó nhầm vẫn là ba môn, hai môn, ba môn là khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và môn nghệ thuật. Đấy. Còn cấp ba thì đánh cấp ba thì cực kỳ khó rồi, cấp ba thì là cần phải phân công lại toàn bộ cho các lớp. Mình nói thêm vào trong cơ sở nhé, trong cơ sở là như sau này. Về cái môn tổ hợp thì theo chúng tôi thì là có hai cách, chúng ta có hai cách làm. Dưới lớp 6 hiện nay dưới lớp 6, còn cấp lớp 7, 8, 9 thì từ sang năm, từ bây giờ này là chưa. Mà từ sang năm sang lớp 7, sang nữa là lớp 8, sang nữa là lớp 9. Thì chúng ta có hai cách làm như sau này. Cách thứ nhất là chúng ta không phân công gì cho cái môn học sau môn tự nhiên. Chúng ta vẫn phân công cho cái môn lý hóa sinh như bình thường và xếp như bình thường như cũ. Là cách cách nhất nhất là chúng ta sẽ phân bổ cái tiết học tự nhiên ra, ví dụ như là bốn bốn tiết, chúng ta phân công cho lý một, hóa một, sinh hai, là phân công cho lý là một giáo viên, hóa một giáo viên, sinh một giáo viên, chúng ta xếp như bình thường. Một trong theo biểu có nghĩa là lý hóa sinh, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ vào thì có biểu chúng ta sẽ đổi tên môn lý thành môn khoa học tự nhiên, đổi tên hóa thì môn khoa học tự nhiên, đổi tên sinh thì môn khoa học tự nhiên. Đấy. Đổi đổi được không? Đổi được. Đấy. Trong trình cũ là không 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 đổi được nhé. Vì trong trình cũ của chúng ta là một môn chỉ có một giáo viên thôi, nhưng mà trình mới đây thì trong cái phần trong chức năng là TKB Clone ấy cho phép chúng ta là đổi tên môn học, và như vậy là một môn học cho phép là nhiều giáo viên dạy. Cái này là cái khác biệt nhé, khác biệt so với bản cũ. Cái bản cũ theo trình gốc của thầy có biểu thì về nguyên lý mà nói thì là một lớp một môn chỉ có một giáo viên dạy. Đó. Còn theo trình mới này thì chúng ta có cái bản clone, là cái bản sao, chúng ta cho phép là đổi tên được cái môn học mà không cần đổi tên giáo viên. Đấy, chúng ta chú ý. Đây là cách thứ nhất là làm như vậy nhé. Tùy cái này là tùy nhà trường thôi, tùy tùy cái tình điều kiện cụ thể của từng trường một, chứ tôi không, đây không phải là cái lý thuyết gì cả, đây là cái chỉ áp dụng này. Cách áp dụng cái phần mềm này cho từng trường một như thế nào, đây là cách một. Cách hai là chúng ta sẽ phân công môn phụ nhiên như bình thường cho một giáo viên, như một giáo viên nha. Thì chúng ta sẽ chọn cái môn sinh là môn chính, chúng ta chọn cái giáo viên sinh là giáo viên dạy cái môn phụ nhiên. Sau chúng ta sẽ phân công, ta xếp lại như bình thường nha. Xếp xong rồi thì chúng ta sẽ vào cái bản clone, chúng ta sẽ thay đổi phân bổ lại cho từng môn con. Nhưng mà lại môn học tự nhiên chúng ta sẽ dự là tuần sau có bốn tiết, thì tiết thứ nhất chúng ta có thể là sinh và giáo viên đó, tiết thứ hai chúng ta đổi thành thành tiết lý, đổi giáo viên lý, tiết thứ ba chúng ta đổi thành môn hóa, đổi giáo viên hóa. Thì cái clone nó cho phép chúng ta là đổi, không biết đổi tên môn và đổi tên cả giáo viên nữa. Thì chúng ta chú ý nhé, nếu mà đổi tên giáo viên, nếu giáo viên đó mà là bận dạy lớp khác, nếu nhé, thì chúng ta có quyền là di chuyển cái đó sang sang vị trí khác. Đấy, thì đó là cái mà phần mềm cái TKB clone nó cho phép là như vậy. Thế tôi sẽ nói thì cái TKB clone là chức năng mới này, là cái chức năng chính dùng để chúng ta gọi là làm mẹo, chúng ta điều chỉnh là các cái môn tổ hợp như tôi nói đấy. Thì đây là chính là cái bản cái chức năng mới của phần mềm và chúng ta là hỗ trợ. Còn nếu không chúng ta sẽ làm bằng tay thì rất là mệt, bằng tay thì cũng được, xếp bằng tay cũng được thôi, nhưng nó rất là mệt mỏi. Phần mềm nó có cái tính năng tự động như vậy nhé. Nên đó là riêng trong cơ sở. Thì lát nữa tôi sẽ demo cho các bạn xem, và để các bạn thấy là khi mà về nhà các bạn sẽ làm thì nó sẽ phát sinh ra những cái cụ thể, các bạn sẽ tìm hiểu sau nhé. Nhưng mà nôm na nó là như vậy, là đối với các môn tổ hợp của cấp 2 thì chúng ta có hai lựa chọn. Thế đây là ý kiến của chúng tôi thôi, của tôi thôi. Còn chúng ta về chúng ta có thể áp dụng tùy các bạn, tức là chúng ta có thể áp dụng nữa, tùy có thể mở rộng ra, có thể cách 3, cách 4, cách 5.
Nhưng mà bản thân tôi đề nghị là có hai cách như vậy là hợp lý, còn chúng ta có thể làm thêm tùy thì tùy các bạn nhé. Rồi bổ sung thì tôi sẽ bỏ qua, tôi không nói nhé, cái này thì không không nói. Rồi, như vậy tôi vừa trình bày xong phần thứ nhất của hôm nay đấy. Phần thứ nhất là phần tôi nói qua về cái chương trình giáo dục phổ thông mới và những cái thay đổi mà ảnh hưởng đến cái phần sinh học biểu và cách mà chúng tôi đang thiết kế cái phần mềm làm sao cho nó hỗ trợ cho cả hai, cho cả cái môn học cũ và môn học mới như thế nào, và một số chú ý khi các nhà trường áp dụng cái chương trình mới này vào cho lớp 6 thì như thế nào, là chú ý nhé. Nhắc lại này là đối với lớp 6 này chúng ta có hai cái chú ý, là một về môn và môn giáo dục môn học trải nghiệm và hai là môn tổ hợp. Tôi một chút nhé. Alo. Bạn vào đi, mình có thấy đâu nhỉ, mình có thấy không thấy ai ở ngoài ngoài cả. Vào đi, em vào vào đi. Thế à, thế lỗi thì không phải đâu, mình không thấy, mình không thấy lỗi gì cả, mình không thấy ai bị đang chờ trong phòng chờ cả. Em vào đi, mình nhìn thấy mình sẽ cho vào ngay. Tức là do đường truyền thôi, do thế nào đó. Thế chỗ lớp có 38 người, còn nhiều chỗ lắm nhé. Nhà lớp có 30 38 người trong phòng, nhưng vậy là vẫn còn rất là thừa thừa rất nhiều chỗ luôn. Được rồi, thì bây giờ tôi sẽ nói sang cái quy trình thì chúng ta sẽ có biểu thì tôi vẫn giữ nguyên cái nguyên tắc 7 bước như sau. Đây là cái 7 bước mà chúng ta bắt từ đầu đấy, từ khi chúng ta bắt đầu có cái bản thảo biểu mới tinh cho đến khi chúng ta hoàn thiện có biểu và in ra được. Thì tôi mô tả nhanh cái 7 bước nhé. Bước 1 là bước là khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thảo biểu. Bước này chỉ là một lần thôi mà không là loại lần thứ hai. Thì bước này là bước gì? Là bước chúng ta sẽ tạo ra một cái file TKB mới nếu chúng ta mà mua phần mềm mới về. Thì cái file thảo biểu mới nó có đuôi là STKB mà chúng ta tạo một lần thôi và dùng mãi mãi, dùng vĩnh viễn. Khi nâng cấp lên chúng ta cũng dùng cái bản cái tệp đó, và cái tệp đó là sẽ được dùng cho năm nay, dùng tiếp đó cho sang năm luôn. Chúng ta không phải sang năm học kỳ 2 chúng ta không phải tạo lại cái file nữa, vẫn dùng cái file đó nhé. Dữ liệu gốc là gì? Dữ liệu gốc là chúng ta nhập cái dữ liệu mà nhập một lần thôi, gồm có danh sách lớp học, danh sách môn học, danh sách giáo viên, danh sách nhóm giáo viên đó. Bước số 2 là cái bước là chúng ta sẽ nhập các thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên. Cái này cũng hầu như là nhập một lần, không nhập hai lần. Môn học gồm có thứ như sau. Thứ tính như là có một công thức xếp liền cho môn toán và môn văn, hay là có cái thuộc tính là thuộc tính là làm là học một buổi học một tiết thôi cho đỡ phải học một buổi học học một học một buổi học hai tiết nhiều quá thì thành thành nhiều quá, trừ môn văn môn toán học một tiết thôi. Hay là có thuộc tính như là không học tiết 5 cho môn thể dục, không học tiết 1 những trời lạnh quá không học tiết 1. Ví dụ như vậy là những lần thuộc tính của môn học chúng ta gắn một lần thôi và không phải gắn lại nhiều lần. Còn ràng buộc giáo viên chúng ta cũng chỉ gắn là một lần thôi, ràng buộc giáo viên là một cho nhóm giáo viên, tổ giáo viên nhé. Trừ khi có những thay đổi thì chúng ta làm lại, còn chúng ta vẫn chỉ làm một lần thôi. Bước thứ ba là bước chúng ta là nhập bảng phân công chuyên môn cho thầy có biểu. Bước này là bước mỗi lần làm thầy biểu chúng ta phải làm một lần, rất rất quan trọng. Đây là bước khó nhất, bước số 3 là bước mà khó nhất, dài nhất và dễ nhầm lẫn nhất. Mà bước 3 lại là bước mà chúng ta không được phép nhập nhầm là phải làm lại hết tất cả. Ví dụ lớp mà bước 3 là bước là gì, lớp 7A môn văn học kỳ này là ai dạy đó, bao nhiêu tiết, thì đánh nhân lớp 7 7A môn văn là cô An dạy, chúng ta lại lại gõ nhầm là cô Bình dạy, thế to rồi ta xếp xong rồi mới ai mới 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 toán mới tái hỏa ra là nhầm, đáng nhẽ là cô An dạy anh viết sách sách nhầm là cô Bình, chúng ta sẽ phải sửa cô Bình, nhưng mà sửa cách nào nó sửa rất đảo lộn hết tất cả các biểu, chúng ta phải làm lại từ đầu. Cho nên là chúng ta cái bước 3 là bước phải nhập thật chính xác, không được phép sai. Chứ bước 3 là bước làm rất cẩn thận, bước 3 là bước làm nhầm mất nhiều thời gian nhất nhé. Trong một cái đối tôi quan sát rồi, đối với người làm thì có biểu ấy, là cái thời gian làm thì có biểu nói ai làm thạo ấy, chỉ nửa tiếng là xong xong một thời biểu với phần mềm của chúng tôi. Trong nửa tiếng đó thì cái riêng bước 3 là mất 20 phút rồi,
Còn cái bước khác chỉ là rất nhanh, không có gì cả. Bước 1 thì mất gian hơn, bước 1 là một lần thôi, không phải làm lại từ lần sau. Cái bước 3 là bước là nhập vào công chuyên môn, là bước mất thời gian nhất nhé. Thì đối với người nào mà thạo rồi thì bước 3 sẽ mất khoảng 15 phút cho mỗi một thời khóa biểu mới. Còn các bạn mà mới tin, các bạn sẽ nhập chậm hơn thì nó lâu hơn. Bước 3 xong rồi, nhập chính xác rồi, kiểm tra hoàn toàn chính xác rồi, chúng ta chuyển sang bước 4 là bước chuẩn bị xếp. Thật ra bước 4 là bước gì? Là cái bước chúng ta xếp trước một số môn học quan trọng. Ví dụ chúng ta xếp tiết chào cờ, xếp một tiết gọi là tiết không học, dùng để ta để cho chặn đứng cái ô lỗ chỗ trong nhà trường. Chúng ta xếp tiết sinh hoạt. Đó. Thì đó là cái bước 4, là bước chúng ta mà chuẩn bị cho việc xếp 100% thời khóa biểu. Sang bước 5, chúng ta bấm nút là xếp 100% trong một vài phút là xong. Đó, như vậy thế. Như vậy là cái bước 1 nhé, là bước chúng ta làm một lần thôi, không phải làm lại nữa. Bước 2 là bước chúng ta làm một lần, không phải làm lại. Bước 3 chúng ta làm nhanh là 15 phút, bước chậm thì tôi không biết. Bước 4 chúng ta làm mất 5 phút, bước 5 1 phút. Như vậy là toàn bộ cái việc đó, toàn bộ từ bước 1 đến bước 5 chỉ mất 25 phút. Còn bước 6 là bước chúng ta quan sát, tinh chỉnh dữ liệu. Thì cái việc này là tùy từng trường một, chúng ta sẽ quan sát như nào, tùy cái kinh nghiệm của người sẽ có biểu, chúng ta có thể quan sát tinh chỉnh. Thì cái bước 5, bước 6 này có thể là mất 1-2 phút, có thể 5 phút, có thể cả một ngày trời, có thể cả một tuần lễ đã không tinh chỉnh xong. Tùy cái điều kiện của từng trường một nhé, là cái bước 6. Thì bước 6 xong rồi thì chúng ta sang bước 7 để in ấn báo cáo. Thực ra là sau bước 5 là bước xếp hết thì chúng ta có thể in luôn ra. Thì lý thuyết là sau 4 năm này ta có thể in ra coi như vì thời biểu hoàn chỉnh rồi, không có thuẫn nữa, không có chuyện là hai giáo viên là cùng chung vào một lớp, là không có chuyện đó. Và như vậy là xong, in ra được. Nhưng mà sau bước 5 thì chúng ta in ngay thì nó sẽ bị hiện tượng là các giáo viên sẽ kêu xấu quá, người kêu bộ sức tôi xấu thế, và ta sẽ phải tinh chỉnh cho người họ đẹp lên. Các bạn chú ý nhé, khi chúng ta xếp thời khóa biểu thì bao giờ có là ra nửa giáo viên trong nhà trường là đẹp rồi thì họ không kêu, thì họ im lặng. Còn những ông nào ông bị xấu thì ông mới kêu, còn người đẹp thì họ không kêu. Thì chúng ta đừng dựa vào những cái kêu xấu của chúng ta nghĩ rằng phần mềm là không hay, nhưng phần mềm luôn là chuẩn. Và cái chuyện là xấu đẹp là chuyện bình thường, vì các bạn thấy có biểu là cái bài xếp lịch mà không thể nào mà tất cả cũng đẹp được, không có chuyện đó. Chúng ta dựa vào có một số lượng nhất định là xấu thì chúng ta sẽ tinh chỉnh cho những người xấu đó cho nó đẹp lên. Đó. Thì đó là cách mà chúng ta mà tinh chỉnh như vậy thì phải có cái trả giá. Khi mà tôi tinh chỉnh thì ở bước 6 đấy, tinh chỉnh thì ông A này đẹp lên thì ông B, ông C, cô D, cô E, cô E, F là phải xấu đi. Chúng ta cân nhắc giữa cái tốt lên và cái xấu đi, hợp lý hay không. Hợp lý thì chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ tinh chỉnh, không lý thì thôi. Đó là cái gọi là cái tư duy thì có biểu là như vậy. Cái tư duy của cái việc là có biểu là như vậy. Chứ các bạn biết rồi đúng không? Là nguyên tắc là không có thể có ai là cũng tốt cả. Ví dụ là ta lên máy bay thì không thể là tất cả đều muốn ngồi cạnh cửa sổ, không chuyện đó. Chỉ một số người cần cửa sổ thôi, còn một số người ngồi ở giữa. Thì ông ngồi ở giữa, ông kêu ông nghĩ lên thì không được. Ông bảo là tôi muốn ngồi cửa sổ thì sao mà xếp được như vậy. Ví dụ như vậy rất là khó. Ai cũng muốn ngồi đầu, không ai muốn ngồi cuối. Thì đây cũng là bài giáo ta xác định, nhưng mà chỉ có người tốt, người không tốt. Thì ta chú ý, thì phần mềm có chức năng là tinh chỉnh dữ liệu sao cho tối ưu hơn cả nhé. Thế bây giờ tôi bắt đầu tôi sang phần tôi mô tả các bạn, các bước đây mà tôi sẽ mô tả trên phần mềm, tôi sẽ không mô tả trên thứ nhất, tôi mô tả tôi sẽ thao tác trên phần mềm mà chúng ta sẽ thấy nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển sang các bạn nhìn thấy phần mềm nhỉ, nhìn thấy chưa? Vậy là chúng ta nhìn thấy phần mềm thấu biểu chưa nhỉ? Đây nhé. Tôi share lại màn hình cho chúng ta quan sát nhé. Được chưa nhé? Đây là cái bản phần mềm STB 2.0. Chúng ta chú ý một điều này, tức là phần mềm này chúng tôi đang phát triển, cho nên chúng tôi vẫn thường xuyên là nâng cấp lên chứ không phải là không đâu. Khi chúng ta tải về trong thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải kiểm tra xem đã có bài bản mới chưa, thì cách chúng ta
kiểm tra nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ vào trợ giúp này, chúng ta sẽ vào cái chỗ về từ KB này, chúng ta sẽ bấm vào đây chúng ta quan sát. Thì ở đây này, đây nó có cái, nó có cái phần là cái phiên bản đầy đủ, đây là bin này, đây này 15/02/2021, đây chính là cái bản, là cái bản được cập nhật ngày 15/8. Thì cứ xong thời gian là chúng tôi sẽ thông báo trên 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 trong web, trên cái trang của STGB, thì các bạn quan sát là các bạn mới hơn, thì các bạn lên các bạn tải về nhé. Thì hiện nay này, hôm nay là ngày 21/8, thì cái bản mới nhất là cái bản 15/8, thì cứ lần nữa chúng tôi lại đưa vào đây nhé. Thì trên này có cái bây giờ có cái bản mới nhất, thì các bạn lên trang web, các bạn tải về và các bạn sẽ tải về, thì các bạn cài đè lên cái bản cũ thì nó sẽ được. Đây, các bạn vào cái trang web đây, chúng ta vào cái trang web của công ty là cái trang này nhé. Đây, chúng ta vào trang này này, tiếp theo là trường.vn này, chúng ta vào cái chỗ là kho phần mềm này. Đó, thì bạn thấy đây nó có những phần mềm, đây là cái bản 2.0 nhất này, là bản này này, đó. Đây là bản demo này, đây, thì đây là hai cái bản mà chúng ta chú ý là cái, bao giờ là đây là cái bản mới nhất là ở đây. Chúng ta vào đây và chúng ta sẽ tải về nhé. Bấm đây này, và chúng ta tải về luôn. Đây, chúng ta bấm lên tải về này, bấm lên tải về luôn này. Đó, nó tải về cho mình luôn nhé. Đấy, tải về như này này. Đây là bản mới nhất này. Rồi, thì tôi sẽ demo cho các bạn xem đây nhé. Đây nhé. Đây là thực đơn này, thực đơn là như thế này. Thì bây giờ tôi sẽ làm thử các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ làm công tác, chúng ta sẽ khởi tạo một tập theo biểu mới tinh này, xem như thế nào này. Và chúng ta tôi sẽ nhập, tôi sẽ mô tả công tác ở cái bước 1 và bước 2 là chúng ta sẽ nhập một ít nhập môn học, nhập giáo viên, nhập lớp học, nhập giảng mục của môn học, giảng mục giáo viên. Đó, đó là cái phần chính tôi mô tả các bạn xem nhé. Đây là tạo mới này, nằm đây này. Bước ở đây nhất là ta tạo mới một cái file TKB. Thì nó sẽ trải qua chúng ta là cũng 4 bước như sau. Bước 1 là đây chúng ta sẽ nhập cái mã trường và tên trường. Cái mã là chúng ta chẳng có chỉ là cái tên của tên thôi. Như tôi làm cái mã có tên là có tên là viết lấy tên nhé, là ví dụ thôi, NT là Nguyễn Trãi, viết lấy ví dụ nhé, là tên của trường tôi là trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, ví dụ như vậy. Thì bước một chúng ta bấm nút chọn cái thành phố nhé, ví dụ như là Đà Nẵng, lấy ví dụ như vậy nhé, công ty nào đó ở đây nhé. Ở đây phần mềm sẽ tự động chọn cái niên khóa vào kỳ. Chúng ta có thể bấm và chọn cái học kỳ khác tùy chúng ta nhé. Được quyền sửa thoải mái nhé. Học kỳ ở đây 1 và 2 đây nhé. Sang bước 2 thì chúng ta sẽ lựa chọn cái thư mục. Tên file là đây, cái tên file là cái tên đây rồi. Phần đuôi của nó là STKB. Còn đây là cái thư mục chúng ta lưu trữ. Bấm lên chọn thư mục của tôi ở đây nhé. Nói tôi muốn lưu vào thư của tôi, thư mục của tôi đang làm tư vấn đây. Của tôi nằm ở đây nhé. 21 của tôi đây. Tập 4 tháng 8 đây. Đó, data đây. Đây thư mục mà lưu trữ cái file của tôi. Tôi nhắc lại các bạn là mỗi một thấu biểu là chỉ có một file thôi. Mà file đó các bạn phải giữ cẩn thận. Lưu ở vài nơi vì file đó mất đi, chúng ta phải làm lại từ đầu. Cái file là file rất quan trọng. Mà chúng ta chỉ dùng một file duy nhất thôi. Dùng vĩnh viễn luôn. Tạo một lần và dùng mãi mãi nhé. Sang đến bước số 3 là chúng ta sẽ chọn cái kiểu trường. Thì phần mềm sẽ tự động tạo ra khối, đây là cái khối hệ thống phần mềm tự động tạo ra nhé. Đó. Ta bấm nút sang bước 4. Bước 4 thì phần mềm sẽ tạo ra những cái môn học mà tự động tạo môn học ở đây. Môn học cơ bản chỉ là môn học bắt buộc, đây là môn học phụ chỉ là môn học tự chọn. Mà như vậy được chưa? Đó. Và kết thúc. Như vậy chúng ta tạo xong một cái tệp và phần mềm đã mở luôn ra và chúng ta được phép mở ra xem, được phép là nhập dữ liệu đây này nhé. Đây là thư mục cho nhập các loại dữ liệu khác nhau. Ta chú ý có cái thuộc tính là
Số trừ học ở đây nhé là chúng ta cứ lúc nào chúng ta có thể mở ra và chúng ta có thể sửa lại mã trường, sửa lại niên khóa đó. Chúng ta có thể ở một tệp dùng số 5 là vì thế đấy, chúng ta sửa lại niên khóa, chúng ta sửa lại học kỳ đó. Chúng ta sửa lại cái tên địa điểm, cái này là phần phụ quan trọng lắm nhé. Đó, và kết thúc. Rồi, điều tôi bắt đầu tôi cho các bạn xem các cái thông tin của. Thứ nhất đây là cái nhập môn học đây. Thì đây chúng ta vì chúng ta mới tinh, cho nên phần mềm đã tự động tạo ra cái môn học theo đúng chương trình của bộ rồi, theo trình mới rồi. Trình mới đây nha. Còn chúng ta có thể bổ sung thêm hay gì đó tùy các bạn. Thì tôi cho các bạn xem một cái môn học nhé. Đây, dù đây là môn học mà lịch sử và địa lý đây. Đấy, thì đây là môn học tổ hợp này của hai môn sử và địa. Sử tôi bỏ đấy nhé. Bây trường chúng ta là cái trường mà có đủ như vậy rồi, chúng tôi không cần môn học tôi bỏ đi, thì môn bình thường. Là môn bình thường. Còn muốn thay đổi, bấm vào đây. Đấy, cái điều này chúng ta chọn là môn lịch sử lý. Chọn lịch sử lý ở đây nhé. Kết thúc. Môn chọn môn tổ hợp có thể là 2 hay là 3 môn tùy các bạn chọn ở đây nhé. Được chưa? Chúng ta có thể tạo mới ở đây, nhập mã môn tạo mới tùy các bạn, có thể xóa đi, trường cho có thể xóa đi một số môn. Được chưa? Đây là môn tin này, tin học, nhưng đây chính là cái phần mà là số phòng môn rất quan trọng này. Bây giờ chúng ta là chỉ có 2 phòng tin thôi, chúng ta để là 2 thôi, chọn là 2 một nút cập nhật nhé. Đấy, nhưng mà môn tin học là chỉ có 2 phòng học tin, như là môn vật lý chỉ có là 3 phòng lab vật lý thôi, một nút cập nhật. Như vậy được chưa? Rồi, đó là cái phần là nhập môn môn học. Bấm đây là để cập nhật các cái môn học từ sách cứng sang sách điện thời. Đây chúng ta đây là cái lớp mới tinh thì chúng ta nó đủ hết rồi, không cần nữa. Nhưng mà đối với lớp cũ, chúng ta mà mở dữ liệu cũ ra thì chúng ta cần bấm này để chúng ta chuyển đổi thì cái môn học từ sách cứng sang sách điện thời. Rồi chúng ta đóng lại nhé. Để tôi mô tả cái lệnh nhập giáo viên, nhập môn nhập lớp trước là nhập lớp. Đó. Thì chúng ta sẽ lập lớp như sau, theo từng cái khối một. Ví dụ tôi nhập là khối là 6 nhé, tôi viết là 6A cùng lúc, 6A nhập nhiều lớp cùng lúc, 6B, 6C như vậy. Chọn học buổi sáng nhé, một nút thêm. 6A đây. Tôi bấm nút là 7A, 7B, 7C, 7D. Để học chiều, tôi chọn này là học chiều nhé, học chiều thêm đây là buổi chiều, học chiều sửa thêm vào thêm một lớp 8 nhé, 8A, 8B, 8C là học cả ngày, tôi chọn là cả ngày, tôi thêm nó sẽ sang cả hai bên nhé. Lớp 9 này, 9A, 9B, 9C học sáng. Thì cái lớp mà chúng ta có thể khai báo là hoặc là sáng, hoặc chiều, hoặc cả ngày. Được chưa? Với lớp cả ngày ý, thì chúng ta chú ý bao giờ học cả ngày, nhưng mà chúng ta chỉ có khi nhập phương công chuyên môn ý, thì vẫn nhập riêng sáng và chiều. Bạn chú ý nhé. Sáng là theo trình khác, chiều trình khác. Ví dụ trường chúng ta là trường lớp 8 là học 2 buổi, nhưng mà buổi sáng là học chính. Chúng ta xếp theo biểu sáng là theo môn học chính. Còn buổi chiều chúng ta sẽ xếp cái môn học tùy nhà trường mình phân công. Đây là tùy từng trường một nhé, nó khác nhau. Đây là cái lệnh nhập mà ở lớp. Bây giờ chúng ta sang cái lệnh là nhập giáo viên. Đây, chúng ta nhập giáo viên là chúng ta nhập như sau. Chúng ta nhập tên, phần mềm sẽ tự động tạo mã theo tên. Chúng ta có thể làm lại, sửa lại tùy chúng ta. Mà cái mã đặc biệt là cái quan trọng, mã như là cái phân biệt trên thiếu biểu nó phân biệt, còn tên nó không phân biệt. Phần mềm sẽ quản lý theo mã, vì hai giáo viên là không được phép là trùng mã trong đoạn trường. Dù tôi viết nhé, để tôi viết là ví dụ tôi viết tên tôi là Bùi này, Việt này, Hà. Khi Bùi Việt Hà đây có ngay chữ Hà ở đây. Đấy, như vậy là phần mềm tự động tách ra là mã là tên. Tôi có thể đặt tên khác nhau, ví dụ là Hà, tôi đặt tên là mã là mã Hà T. Trong trường tôi là có hai người tên là Hà, người dạy toán, người dạy văn, tôi biết là Hà T nhé, bấm nút thêm. Đấy. Người thứ hai thì lấy ví dụ là Phương Hà chẳng hạn, thì Hà này là Hà V, lấy ví dụ như vậy. Hà V ở đây nhé, bấm nút thêm. Đó.
được chưa? Và chúng ta có thể chấm nhanh nhanh, ví dụ như là bình bình thì ở đây là bình, ở đây là bình một, quay enter luôn, đây là bình, ở đây là bình hai, đây là cái mã này, cái mã này là quan trọng này hai nhé. Đây là oanh lan, lan này lan một này, rồi lan hai, nhưng mà cho nó nhanh nhé, nhập nhanh. Đấy, như vậy có một số người ta nhập ở đây nhé, nhập lần thôi, không không phải nhập làm nhiều lần, được chưa? Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập, sau khi nhập giáo viên rồi chúng ta sẽ nhập tiếp theo là nhập các nhóm tổ nhóm giáo viên, cái này là khá quan trọng đây. Chúng ta nhập đây này, nhập tổ nhóm giáo viên đó. Thế đây chúng ta sẽ nhập như sau, nhập các cái tổ giáo viên này để mà làm sao để chúng ta sẽ nhập phân công chuyên môn cho nó hợp lý, để sau này nhập các phân công chuyên môn cho nó dễ dàng. Ví dụ tôi nhập tổ toán, tạo một tổ toán, tạo tổ văn, tạo tổ lý, tạo tổ hóa, lấy như vậy. Yeah. Sau đó cho nhập từng tổ một, bấm vào tổ toán và đưa thành viên trong trường mình sang tổ toán, như là ông Hà dạy toán, Oanh dạy toán, hai người dạy toán đây. Và chúng ta sẽ nhập cái môn toán này, tổ toán là dạy gì? Dạy môn toán và sinh hoạt. Sau này phải bấm nhé. Ở đây bấm hiểu là gì? Bấm tức là cái tổ toán này này là phải dạy môn toán và đồng thời làm chủ nhiệm nữa, chứ là dạy sinh hoạt. Còn chuyện lúc nào chúng ta sẽ công số sau nhé. Nhập xong rồi bấm nút cập nhật sang môn văn. Môn văn là Phương Hà, là Bình 2, là Lan 2. Đấy, bấm là ngữ văn và sinh hoạt nhé. Bấm nút cập nhật xong cái tổ văn, tổ lý chọn là Lan 1. Một giáo viên có thể nằm trong nhiều tổ nhé. Đấy, đây là môn vật lý này, chọn là vật lý này. Đấy, vật lý ở đây nhé. Đấy, mà chọn là sinh hoạt, cảm nhận đó. Đó là cách chúng ta nhập các giáo viên, được chưa? Đó, từ đây chúng ta vừa mới làm xong là chúng ta nhập, mà xem lại nhập môn học này, nhập sửa môn học này, nhập sửa giáo viên này, nhập giáo viên này và lớp học. Đấy, thì đó vừa xong, từ vừa đó xong là cái bước một, là bước số một. Bước số một là cái bước gì? Là cái bước mà chúng ta là bước số một là cái bước gì? Là bước chúng ta là khởi tạo và nhập dữ liệu gốc của thư biểu. Bây giờ chúng ta sang phần hai, là bước thứ hai là nhập tủ tính môn học và ràng buộc giáo viên. Đó, thì tôi mô tả nhé, cái này cũng dễ, không gì là khó. Chúng ta vào dữ liệu và chúng ta nhập cái chất môn học, chỉ là cái này, ràng buộc môn học đây. Đúng ở đây nhé. Đấy. Chúng ta sẽ nhập từng ràng buộc một và nhập ràng buộc này và xét cho từng môn một và cho từng khối lớp một, từng cái phạm vi lớp một. Ví dụ thông thường chúng ta chọn là gì? Là có một cộng xếp liền là dành cho môn văn, môn toán cho toàn trường luôn. Như sau nhé, chúng ta bấm vào đây chọn môn ngữ văn, bấm nút bổ sung và bấm nút chọn toàn trường. Đấy, bấm nút kết thúc. Như vậy là xong, ngữ văn đã được xếp cái chủ đề môn học là có một cái xếp liền cho toàn trường luôn. Môn toán tương tự, bấm nút bổ sung, bấm nút toàn trường, tích toàn trường, kết thúc. Như vậy chúng ta vừa mới làm xong là nhập tủ tính môn học là có một cái xếp liền trong văn, môn toán, làm rất nhanh, chỉ mất vài phút thôi, bấm nút kết thúc. Rồi sang phần thứ hai, ví dụ tôi thông thường là cái số 3 này là chỉ học một tiết một ngày thôi, ý đây là học một tiết một buổi học đấy. Như vậy là mỗi buổi học chỉ học một tiết thôi là các môn học còn lại này, ví dụ như là môn ngoại ngữ, bấm nút bổ sung toàn trường, kết thúc. À, môn lịch sử địa lý, bổ sung toàn trường, kết thúc. Môn đây, môn như là môn học tự nhiên rồi. Học tự nhiên đây, đây là học tự nhiên, vừa có đề mở lại học tự nhiên nhé. Tự nhiên này, bổ sung này, toàn trường này, vân vân. Hay là môn lịch sử địa lý để vật lý học, làm tất cả cho các môn học. Tôi lấy ví dụ nhé, môn vật lý bổ sung toàn trường, kết thúc.
Như vậy môn vật lý là môn toàn trường thì học một tuần một tiết một buổi. Nhưng tôi giả sử nhé, bốn kết thúc này. Giả sử trường chúng ta là một trường chuyên, Hà Nội một trường chuyên, trường Am đấy. Riêng lớp chuyên thì học cái môn chuyên đó học 2 tiết một buổi. Làm như sau. Tôi vào đây, một cặp viết xếp liền, chọn môn lý. Đấy, chọn bổ sung và chọn lớp. Đây. À, ví dụ như là lớp 8A là lớp chuyên lý của trường mình. Bốn nốt kết thúc. Thì như vậy là riêng môn sức của tôi môn sức liền này chỉ có môn văn môn toán là đã tôi cho vào trường, nhưng mà riêng môn vật lý áp dụng riêng cho lớp 8A. Đấy, thì các bạn thấy như vậy là thì thấy là cái đây là cách chúng ta có thể là đặt các giải buộc là khác nhau cho từng môn học một. Với môn thể dục chẳng hạn là cái môn mà không học thứ năm, ta lấy vị như vậy này, học thứ năm mùa hè nóng lắm, học thứ năm bốn vào đây và chọn môn thể dục, đây là môn giáo dục thể chất thì phải. Bấm đây, chọn bổ sung và chọn toàn trường. Bữa tiết năm là không học tiết năm là tiết thể dục không có. Được rồi đấy. Được chưa? Đó, thì đó là cách mà chúng ta tạo ra cái ràng buộc, là ràng buộc môn học. Thì ràng buộc này là ràng buộc gì? Làm cho cái thang điểm trở nên rất đẹp, có đúng sư phạm, không không bị sai về mặt sư phạm. Chứ nếu chúng ta không đọc cho có quay vào thì nó sẽ lung tung lắm, nó sẽ tưởng tượng là toán văn xấu lắm, hay là lý ngoại ngữ hóa lý lý như vậy rất là xấu. Chúng ta làm này bảo đảm là các lớp trong 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 cái môn học, trong một lớp học, trong một học là nó hợp lý và bị phân bổ chưa. Ngoài ra có một số cái điều kiện khác nữa, nhưng mà đây tôi mô tả đây là cái điều kiện chính thôi, còn chúng ta sẽ học thêm chỗ khác nữa, có những thằng buộc khác nữa nằm một chỗ khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần là quan trọng là nhập cái ràng buộc của nhóm giáo viên và giáo viên. Đấy, chúng ta chú ý thì nó luôn này, cái phần mềm cho phép chúng ta nhập ràng buộc, yêu cầu ràng buộc cho từng nhóm và từng giáo viên rất là phức tạp. Nhưng mà chúng ta là chú ý nhất là không nên nhập nhiều cái này, chúng ta càng nhập nhiều thì nó càng bị phá vỡ, không nên nhập ít thôi, nhập ít thì nó mới thỏa mãn, không nên nhập nhiều cái ràng buộc này. Thì đối với nhóm chúng ta chỉ nên nhập cái ràng buộc là ràng buộc họp thôi, rồi còn lại ràng buộc của giáo viên như này, của giáo viên đây này này là nhập yêu cầu nhóm giáo viên. Chúng ta sẽ vào đây. Thì đây là cái màn hình chúng ta nhập cho từng nhóm một, nhóm nhập nhóm toán, nhóm văn, nhóm lý, nhóm hóa, đây nhóm toán nhé. Thì thông thường cái nhóm và nhóm chúng ta nhập một thứ thôi, nhập cái ràng buộc về họp chuyên môn. Ví dụ như là buổi sáng, tôi muốn là cái toàn bộ nhóm toán sẽ họp vào sáng thứ sáu và thứ hai. Tôi bấm đây, bấm cái nút vào đây và chọn là họp. Đấy. Thì cái ràng buộc này sẽ gắn cho tất cả giáo viên nằm trong nhóm toán. Được chưa? Và trong tất cả các ràng buộc cho từng tiết học một ấy, thì ràng buộc họp là ràng buộc cứng, họp là cứng nhé. Khi đây tôi đã gắn cái ràng buộc họp không được phép xếp tiếp đấy nữa. Trong khi đó thì có những ràng buộc như này, ràng buộc hạn chế, ràng buộc là gì, ràng buộc là nghỉ, ràng buộc là bận. Thì những ràng buộc như là hạn chế nghỉ bận là ràng buộc mà vẫn là ràng buộc thôi, nhưng mà không phải ràng buộc cứng. Tức là chúng ta có thể xếp là đặt các ràng buộc là hạn chế nghỉ bận thì gì thì phần mềm vẫn có thể phá vỡ cái ràng buộc này. Ngoài ra chúng ta có thể cho cái phép là ví dụ như là toàn bộ tổ toán này sẽ được dạy ở ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy và nghỉ ngày thứ sáu. Như thế này, cái lệnh chuyển qua ngày nhưng mà nghỉ thứ sáu nhé, ví dụ như vậy. Trở về việc cũng xếp cái này. Nhưng mà cũng nhắc lại đây chỉ là cái dạng buộc mềm, không phải dạng buộc cứng. Rồi tiếp theo tôi mô tả cái màn hình là nhập yêu cầu dạng buộc cho từng giáo viên một. Đây ta vào đây là nhập cho từng giáo viên một, chúng ta có thể vào xem từng người một đây, từng người một nhé. Và nhập đây thì có rất nhiều cái dạng buộc khác nhau, đây tôi chỉ nói một vài cái dạng buộc như này thôi. Như là dạng buộc như này nhé, là dạng buộc là như thế này, tôi yêu cầu là buổi sáng. Ví dụ như là Phương Hà này này là có con nhỏ, buổi sáng mấy đứa con đi học thì buổi sáng chúng ta sẽ tiếp đây chọn chỉ dạy từ tiết 2 đến tiết 5 thôi, lấy ví dụ như vậy. Đó. Thì như vậy phần mềm sẽ cố gắng là ưu tiên cho cô này đừng nghỉ 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 tiết 1 để cho cô này cô đứa con đi học, lấy ví dụ như vậy. Đó là ràng buộc cho từng giáo viên một. Đây là ràng buộc cho ngày nghỉ trong tuần, số buổi nghỉ chỉ các ngày ở đây nhé. Còn đây là ràng buộc theo thực thi từng tiết một, cho sáng riêng và chiều riêng, sáng riêng chiều riêng.
là chúng ta có thể bấm nút chọn này, bấm nút chọn là hạn chế này, đấy, hạn chế hay là nghỉ này hoặc là họp, tùy chúng ta chọn nhé, họp chuột phải này, chuột phải là bật họp. Thì tôi nhắc lại rồi là cái chữ hạn chế nghỉ này là cái ràng buộc mềm, còn ràng buộc họp là ràng buộc cứng. Các chú ý nhé. Chứ rất nhiều như nhiều giáo viên làm mẹo là tôi phân công họp ở đấy, tức là bảo đảm là nó cứng ở đấy. Nhưng mà chúng ta đừng có lạm dụng cái này. Chúng ta càng đặt nhiều ràng buộc giáo viên thì phần mềm nó càng khó xếp, và rất khó xếp luôn. Và khi khó xếp ấy, thì nó sẽ phá vỡ lung tung. Đấy, chúng ta chú ý. Và nữa, khi sang cái phần xếp 100% tôi sẽ mô tả cái thuật toán xếp 100% của phần mềm là như thế nào. Chúng ta sẽ hiểu là vì sao lại không đặt ràng buộc quá nhiều cho giáo viên nhé. Rồi, tới đây là xong bước 2. Thì bước 1, bước 2 này là tới lại là bước 2 chỉ làm một lần thôi, không nhưng không phải làm lại. Chứ có thay đổi. Vì năm nay là có một cô này cô đã bình thường, nói cô rất là bình thường, năm nay cô đẻ con. Cô xin phép là nghỉ tiết 2. Chúng ta mới thêm cho cô ràng buộc là nghỉ tiết 2. Nghỉ tiết 1 hàng ngày. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sang phần thứ 3, lệnh thứ 3 là lệnh khó nhất, lệnh thứ 3 là lệnh phức tạp nhất, lệnh là nhập cái bảng phân công giảng dạy. Chưa? À, tôi nói thêm một chút nữa là khi chúng ta mở ra vào phần hệ thống ấy, thì chúng ta quan sát, chúng ta phần lệnh chính ấy, chúng ta sẽ quan sát được ngay một loạt những thông tin mới mà phần mềm đã có, như là này, xem tiết chuẩn của tiểu học này, xem tiết chuẩn trung học cơ sở này, xem tiết chuẩn trung học phổ thông và giáo vụ cơ sở nhé. Thì chúng ta đây chúng ta sẽ xem được cái bảng phân công tiết chuẩn của chương trình giáo dục mới 2018 để chúng ta có thể quan sát theo dõi. Được chưa? Đấy. Để ta xem đây là phần trình chuẩn này. Chúng tôi đã đặt ra gì là hoạt động trải nghiệm, chúng ta giảm xuống còn 2 này và chuyển một tiết sang cho tiết sinh hoạt này. Đây nhé. Đây chỉ chuẩn đây. Mà trong máy tính nó có chuẩn cho phổ thông này. Đó là như thế này. Còn đây là các cái môn chuyên đề cho cấp 3. Là có 42 chuyên đề tất cả. 42 chuyên đề nhé. Rất là phức tạp. Đấy. Đưa chuẩn cho tiểu học đây để xem được cho tiểu học. À, thêm một chút nữa nhé, là ở trong phần dữ liệu này nó có một cái lệnh là nhập số tiết chuẩn là cái gì. Cái này nó không có nghĩa, cái này chưa nghĩa là chỉ có nghĩa là gì, là cái bảng số tiết chuẩn mà khi chúng ta nhập cái bảng không chuyên môn ý, thì phần mềm sẽ mặc định theo số tiết chuẩn này, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được khi mà nhập cái bảng không chuyên môn. Có vào đây thì đây là cái bảng nhập cái số tiết chuẩn các môn học theo cái chương trình hiện thời. Chúng ta có thể bấm vào đây thì phần mềm sẽ tự động cập nhật số tiết chuẩn theo chương trình mới. Nhưng mà hiện nay chúng ta là chưa, vì chúng ta hiện nay là chúng ta có lớp 6 rồi. Chúng ta bấm đây nó sẽ làm cho cả 6, 7, 8, 9. Thì tùy các bạn chọn được nhé. Rồi, bây giờ tôi sang phần tiếp theo là nhập cái bảng công trường dạy, chính là cái lệnh này trong cái phần dữ liệu nhé. Này là cái lệnh rất là quan trọng. Đó, sẽ vào một cái bảng như này. Mặc định là bên trái là toàn bộ giáo viên trong nhà trường, còn bên phải là các môn học. Có nhiều trường rất là dài đây, đó rất là dài đúng không nào? Đấy. Thì chúng ta thứ nhất, thì chúng ta thường chúng ta hạn chế theo từng tổ của môn một, thường là như vậy. Hoặc theo từng môn một, thì làm thế nào để có thể hạn chế lại cái bảng này cho nó khỏi rộng hơn này? Làm thế nào bây giờ? Cách làm như sau. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ hạn chế từng tổ giáo viên. Chúng ta ở đây chúng ta bấm chuột phải vào đây, vị trí này nhé, bấm chuột phải và chọn là chọn nhóm giáo viên. Thì phần mềm sẽ cho phép chúng ta chọn từng nhóm một, từ nhóm toán chẳng hạn. Thì phần mềm sẽ chỉ hiện ra là giáo viên toán thôi và hiện ra cái môn học mà nhóm toán đang đảm nhiệm. Bấm vào đây. Đó, phần mềm hiện ra là môn sinh học và môn toán. Bạn nhớ lúc nãy không nào? Lúc nãy chúng ta có cái lệnh là lệnh nhập mà nhóm tổ giáo viên ấy, thì chúng ta có lệnh là nhập tiết chọn cái môn học mà tổ đó lựa chọn. Thì môn tổ toán chọn là môn toán hoặc môn sinh hoạt. Thì ở đây nhận nhận ra môn toán môn sinh hoạt. Chúng ta sẽ chọn là Hà, bấm cái chuột phải vào đây chọn lớp. Hà là chọn chủ nhiệm lớp 6A, bấm vào đây. Oanh là chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp
đây chứ, bên này chứ, chủ nhiệm lớp 9C chẳng hạn, lấy như vậy, phân công hai ngày này. Nhưng một người chỉ chủ nhiệm một lớp chứ không có chuyện là ông Hà lại vừa chủ nhiệm 6A, vừa chủ nhiệm 8A không được nhé. Giáo viên chủ nhiệm một lớp thôi nhé. Còn đây là phân công dạy đây. Hà dạy là 6A, 6B nhé. Còn ông Anh dạy 6C. Này, tôi lấy ví dụ như vậy nhé. Hà dạy thêm khối 8 nữa là khối 8A. Còn là Oanh dạy ví dụ về 8B, 8C. Hà dạy 9C. Còn Oanh dạy ví dụ dạy 9B, 9A, 9B. Đó. Được chưa? Giả sử ở đây nhé. Đây các bạn thấy đây có chữ là khối 6 toán mở ngoặc là 4. Cái mở ngoặc đây là mở ngoặc này chính là cái sự mặc định đây. Sự tiêu chuẩn mặc định đây. Bây giờ giả sử nhé. Chúng ta năm nay cho bộ thay đổi là lớp 6 là mặc định là 5 tiết chứ không phải là 4 tiết. Thì làm như nào? Làm như sau. Chúng ta để ở đây này. Chúng ta bấm chuột phải và chọn cái thông tin là thay đổi sự tiết mặc định. Đó. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta chọn đây là 5. Vậy chúng ta sẽ chọn hai là chọn một là lớp đã nhập trong khối thay đổi theo hoặc là giữ nguyên số tiết của các lớp đã nhập. Mặc định là chọn thay đổi theo. Đó, ở đây nhé. Đấy, mà chú ý. Mà toàn bộ sọ bên đây là 5 tiết nhé. 8A, 8B, 8C đây là 4 tiết nhé. Xin A, xin B, là 4 tiết toán nhé. Giả sử nhé. Giả sử lớp 8B là lớp chuyên toán dạy 5 tiết toán. Còn A và C là vẫn học đúng tiết toán. Thì làm như nào? Làm được. Chúng ta thay đổi được nhé. Chúng ta làm như sau này. Giả sử toàn bộ khối 8 vẫn là 8 tiết toán, riêng lớp 8B và lớp chuyên toán đặc biệt. Chúng tôi muốn cho 8B tăng lên là 5 tiết. Được không? Được. Làm như sau. Chúng ta nhấn nút vào đây. Thì nó hiện ra con trỏ soạn thảo. Bấm vào đây. Đó. Chúng ta sẽ di chuyển con trỏ soạn thảo vào đây. Nhé. Chúng ta mở ngoặc, bỏ số 5, đóng ngoặc. Đấy. Enter. Thì phần mềm sẽ lập tức là gì? Là xếp cho lớp cô Oanh nhà dạy lớp 8B là 5 tiết, 8C là 4 tiết, 8A là 4 tiết. Không có gì cả ở đây là chứng tỏ ở đây nó dạy theo cái môn này, số tiết này. Đó, chú ý nhé. Bạn hiểu chưa? Bây giờ giả sử nhé. Nên tôi chọn lại toàn bộ tổng nhà trường này. Tổng một viên này. Đấy. Bây giờ tôi muốn chỉ nhập riêng cho khối cho môn lý thôi, làm thế nào? Được không? Được. Tôi bấm đây, để tôi bấm chuột phải và bấm nút là chọn môn học. Và tôi chọn môn lý thôi. Chọn môn lý. Muốn kết thúc thế nào với môn lý thôi. Đấy. Sửa tôi muốn chọn nhập 3 môn là lý hóa sinh được không? Được. Bấm chuột phải ở đây và chọn như sau. Các bạn giữ phím control nhé và chọn này lý này hóa này sinh. Kết thúc. Hiện ra 3 môn là lý hóa sinh. Như vậy là có hai cách để chúng ta hạn chế lại cái màn hình này cho nó còn nhỏ lại để ta nhập cho từng từng lớp từng từng môn một. Đó. Mình giáo viên này chúng ta có thể lựa chọn lại cho nó hợp lý theo từng nhóm tổ giáo viên. Được chưa? Đó, thì chúng ta chú ý nhá. Đấy. Thì đó là cái màn hình chúng ta nhập mà không chuyên môn. Khi chúng ta nhập xong rồi chúng ta kiểm tra lại. Kiểm tra bằng cách nào? Chúng ta vào đây chúng ta vào chỗ này này nhập theo lớp chúng ta sẽ xem từng lớp một sáng riêng và chiều riêng nhé để sáng này chiều này xem nó nhập đã đúng chưa vì là lớp 6A nhập tổng số tiết là 6 tiết đã đúng chưa lớp 6B 6C 6C tổng số tiết này là phải số tiết này là phải đúng là phải chuẩn theo cái này này thì đúng này đó mà đây là trong đây trong tương lai còn chúng ta là chúng ta theo cái chuẩn cũ là khác nhé đấy. Xong đúng đây là đúng đó, chúng ta quan sát ở đây nhỉ nhưng toàn bộ khối khối 6 là 29 tiết chẳng hạn thì đến đây là 29 thì nó mới đúng 20, 28 là thiếu 30 thì lại bị thừa chúng ta phải sửa lại ở đây sửa là cái nào chúng ta bấm nhấn đúng vào đây chúng ta có thể sửa từng lớp một đây, từng lớp một được chưa rồi đó là cái màn hình chúng ta sẽ nhập mà nhập phương chuyên môn chúng ta chú ý nhé tôi vừa nói xong cái thao tác là nhập phương chuyên môn là bước số 3 là nhập bảng công thoại dạy
cho từng thì có biểu. Cái bảng này là cái nhập, tôi nói là nhập mà nhập mà là phức tạp nhất, mất thời gian nhất và cần phải chính xác nhất. Mà chúng ta nhập sai là chúng ta phải nhập lại từ đầu. Chúng ta chú ý nhất, nhập cẩn thận từng lớp một, từng môn một, từng nhóm môn một. Thì ai mà nhập lâu thì có thể nhập hàng hàng buổi mới xong đấy. Tôi biết có nhiều trường là nhập rất chậm vì các bạn là chưa quen mà nhập cái phần rất chậm. Còn nhập nhanh thì ta nhập nhanh lắm, chúng ta nhập chỉ mấy phút là xong. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ chuyển sang bước 4 5 thì 4 như vậy tôi sẽ không dùng cái này, tôi sẽ chuyển sang dùng cái phần mềm có sẵn, cái có sẵn nhá. Chúng ta tôi đóng lại và tôi sẽ mở một tệp khác ra. Tôi sẽ đóng lại lại và tôi mở một tệp có sẵn trong máy tính nhé. Đây, tìm phần có sẵn tôi mở ra xem. Đây là một cái trường Mộc Đình Chi ở Hà Nội, trường cấp 2 là đã được nhập toàn bộ. Tôi kiểm tra một chút này, tôi vào chỗ dữ liệu và nhập chung là vậy, kiểm tra đây toàn bộ nhà trường đây, một cái bảng rất rộng như này, nhìn rất là khó đúng không. Bây giờ tôi làm như sau, tôi sẽ kiểm tra xem là nhập như thế nào. Tôi vào lớp, nhập theo lớp vào đây kiểm tra nhé, theo buổi sáng này, buổi chiều này. Khản cổ một chút rồi nha, mình chúng ta còn quan sát này, lớp 7 đúng không nào. Lớp 7 đây tổng số tiết là 27 tiết, nhưng mà nhập chưa nhập là hợp lý rồi. Lớp 7 là 27 tiết này. Lớp 8 này, lớp 8 ở đây là 28 tiết, nhưng mà là hợp lý nhé. Lớp khối 9 ở đây là 27 tiết, nhưng mà là hợp lý. Kiểm tra lớp, như vậy là khối 7 tháng 9 là làm buổi dạy buổi sáng là hợp lý. Buổi chiều đây, buổi chiều là khối 6 29 tiết là hợp lý, được chưa. Rồi bây giờ tôi kiểm tra nhá. Bây giờ sau khi đã hợp lý rồi thì tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ kiểm tra, tôi sẽ bắt đầu chuyển sang bước thứ tư. Nhưng mà trước khi mà làm bước thứ tư, tôi sẽ bắt đầu tôi phân tích một chút để các bạn xem nhé. Như vậy là toàn khối 7 là một tuần là 27 tiết. Chúng ta sẽ có một tiết chào cờ nữa, cộng vào là 28. Trong phần của chúng tôi thì chào cờ không phải là một môn học nhé. Chúng ta chú ý, chào cờ không phải là môn học, chào cờ là một tiết đặc biệt chứ không biểu. Mà đã xếp cho cờ vào thì xếp cho toàn trường luôn, và đã trao cờ thì không được xếp học đêm nữa, cho cờ làm tiết đặc biệt. Như vậy là khối 7 là 27 tiết, cộng một trao cờ là 28. Vậy suy ra lớp 7 là còn thừa 2 tiết trong một tuần lễ. Một tuần lễ chúng ta có 30 tiết, trừ đi 28 còn lại 2. Như vậy lớp 7 còn trống 2 tiết thì chúng ta sẽ xếp là 2 tiết không học về nằm ở tiết 5 ở một lớp ngày nào đó để cho toàn bộ khối 7 là ra về và hai tiết không học đó. Các bạn chú ý nhé. Như vậy là trong một lớp là số tiết, tổng số tiết được phân công cộng với một chào cờ cộng không học phải bằng 30 thì mới là hợp lý. Chúng ta chú ý, nếu mà nó khác số đó mà nó khác đi thì là chúng ta đã nhập sai đấy. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là khối 7 thì như sau, khối 7 thì là sẽ có một chào cờ và hai không học. Khối 8 28 tiết, về suy lớp 8 là có một chào cờ và một không học. Mà thấy rõ chưa nhỉ? Lớp 9 là như sau, lớp 9 là 27 tiết, như vậy là có một chào cờ và hai không học. Tổng chung phải là 30 đúng không? Khối 6 buổi chiều 29, như vậy là có một chào cờ và không có không học. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bước thứ tư. Bước thứ tư là cái bước đây, là cái bước mà là các bước là chuẩn bị xếp thì không biểu. Thì bước thứ tư là như sau. Đây tôi cho các bạn xem cái quy trình để chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái bước thứ tư. Bước thứ tư là như sau. Bước thứ tư sẽ gồm có là hai phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất là chúng ta sẽ xếp tiết chào cờ, tiết không học. Đã nói rồi. Là trong một lớp thì tổng số tiết chào cờ, tiết không học và số tiết được phân công chuyên môn là phải là bằng 30. Là chú ý số đó nhất đều cũng rất toán học tròn chỉnh rất đẹp nhé. Bước thứ hai là chúng ta xếp tiết sinh hoạt và tiết giáo viên chủ nhiệm. Tiết sinh hoạt là tiết mà thường là phân công là toàn trường học cùng lúc cứng ở một thời điểm nào đó, như là tiết sau tiết chào cờ sinh hoạt. Còn chủ nhiệm là tiết mà giáo viên chủ nhiệm sẽ được dạy ở đâu đó, thông thường là chủ nhiệm sẽ được phân công dạy ở gần sinh hoạt hoặc ở chỗ khác, tùy cho lựa chọn. Giáo viên chủ nhiệm là giáo viên gì?
là giáo viên theo chúng tôi được trong phần mềm được quy định ấy. Giáo viên chủ nhiệm là giáo viên dạy môn sinh hoạt là giáo viên chủ nhiệm. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiện cái bước thứ tư này, bước thứ tư là bước rất quan trọng. Bước thứ tư này là bước mà nhiều nhà trường làm sai chỗ này. Chúng ta phải chú ý làm bước thứ tư làm chuẩn đấy. Bước ba là nhập đúng rồi. Bước tư làm đúng rồi, bước thứ năm chỉ bấm nút là xong. Chúng ta sang bước thứ tư nhé. Chúng ta thoát khỏi cái mảnh này. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bước thứ tư là chúng ta vào lệnh lệnh chính và vào cái lệnh là xếp cho môn học ở đây. Để cho lệnh là xếp bước thứ tư đây. Là xếp trước môn học. Chúng ta chú ý nhé. Bấm vào đây. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu xếp này. Xếp chào cờ là một này. Không học là hai này. Sinh hoạt là ba này. Chủ nhiệm là bốn này. Tất cả đậm đồng đây hết nhé. Tôi làm lực cho các bạn xem này. Đầu tiên là chào cờ trước này. Bấm nút chào cờ. Và như vậy là toàn trường khối A. Toàn trường buổi sáng là dạy. Là tiết 2 ngày thứ 2. Và ví dụ là tiết 5 ngày thứ 7. Lấy ví dụ như vậy. Buổi chiều là khối 6. Buổi sáng là buổi sáng là khối... là buổi sáng là khối gì? Buổi sáng là khối 7, 8, 9. Buổi chiều là khối 6. Bấm nút thực hiện. Sáng chiều đây đúng không? Bấm bây giờ xếp, bấm đây là hủy nhé. Thực hiện. Xong. Như vậy là xếp xong toàn bộ nhà trường mình là xếp tiết chào cờ. Tiếp theo là không học. Chúng ta chú ý nhé. Khối 7, 2 không học. Khối 8, 1 không học. Khối 9, 2 không học. Và khối 6 không học. Chúng ta chọn không học vào đây. Đấy. Và chúng ta bấm để chọn khối lớp, chọn khối 7 trước nhé. Sau không có khối 7 là 2 không học, khối 7 nhé. Thì tôi muốn khối 7, sau không có khối 7 là toàn trường sẽ ra về buổi sáng và tiết 5 ngày thứ 5 và tiết 5 ngày thứ 6. Toàn trường khối 7 sẽ có không học vào thứ 5, tiết 5 ngày thứ 5, ngày 6. Như vậy lớp 7 sẽ về vào tiết 5 ngày thứ 5, thứ 6. Bấm nút thực hiện. Xong, khối 7. Sang khối 8, chọn khối 8. Tôi muốn là khối 8, tất cả khối 8 sẽ về vào tiết 5 ngày thứ 3. Ví dụ như vậy. Bấm nút hiện khối cho khối 8. Cho khối 9. Khối 9 sẽ có 2 tiết không học. 2 tiết không học, đúng rồi. Tôi muốn là toàn khối 9 sẽ về vào ngày thứ 4, tiết 5 ngày thứ 4 và tiết 5 ngày thứ 7. Đó. Thực hiện. Xong. Khối 6 là không có. Khối 6 là không có tiết. Đấy, như vậy là chúng ta ở đây xong cái phần không học nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xếp tiết sinh hoạt. Chủ nhiệm. Tôi bấm vào đây. Đấy, sinh hoạt. Sinh hoạt buổi sáng sẽ là sẽ xếp vào tiết 2 ngày thứ 2, như vậy là trước khi chào cờ, và buổi chiều sẽ xếp vào tiết 1 ngày thứ 2 vì thứ 7 này là chào cờ rồi. Nên bấm nút thực hiện. Như vậy là toàn trường đã xếp xong tiết sinh hoạt chuẩn. Rồi, tiếp theo là tiết chủ nhiệm nếu có thì tôi muốn xếp một tiết vào ngày đây tôi mặc định vào khóa thứ 2 này. Có thể bấm đây để chọn ngày được nhé. Tôi chọn ngày thứ hai nhé. Như vậy xếp một tiết vào ngày thứ hai chủ nhiệm là môn sinh hoạt, môn thực hiện. Xong vậy xếp tiếp. Như vậy tới đây là tới giờ phút này là xong bước thứ tư là cái bước là chuẩn bị xếp. Tôi nhắc lại nhé, là cái bước này gồm có là làm thiện là 4 lệnh sau đây. Lệnh 1 là bắt buộc là chào cờ. Lệnh thứ 2 là bắt buộc là không học. Lệnh thứ 3 bắt buộc là sinh hoạt. Lệnh thứ 4 là chủ nhiệm có thể có hoặc không. Đó. Bây giờ chúng ta có thể quan sát toàn bộ nhà trường này. Chúng ta bấm vào khung nhìn. Ở đây là những cái màn hình cho chúng ta là tinh chỉnh, quan sát, tinh chỉnh toàn bộ khối biểu. Đây, phần này là phần rất quan trọng. Mà là phần mạnh nhất của phần mềm đây. Thì có rất nhiều cái màn hình menu này, màn hình show on, màn hình bro teacher, màn hình show on room này. Màn hình là IB view, màn hình triple view và mình mới nhất là màn hình TKB clone. Đây là màn hình mới có ở trong cái bản TKB 2.0 này, STK 2.0. Chúng ta xem quan sát cái phần hình là show on, là phần mềm màn hình mà quan sát toàn trường theo các lớp. Bấm vào đây. Đấy. Toàn trường theo các lớp nhé. Này, đây là buổi sáng này, đây là buổi chiều này. Buổi sáng các bạn xem nhé. Toàn bộ khối 8 này là ra về vào không học vào ngày thứ ba đây, thứ năm ngày thứ ba. Khối bảy đây ra về vào tiết 5 ngày thứ 5 và tiết 5 ngày thứ 6 đây thì không học. Toàn bộ khối 9 ra về vào tiết năm ngày thứ mấy đây, ngày thứ 4 và tiết 5 ngày thứ 7. Nhìn rất rõ đúng không? Còn đây là sinh hoạt đây, chào cờ đây.
Đó, nhìn rõ đây là buổi sáng nhé, buổi chiều đây. Đây, buổi chiều đây. Thấy không nào? Đấy. Thì đó là cái phần xếp trước. Rồi, đây là không nhìn là đây không nhìn show on, còn đây là cái không nhìn là main loop. Chúng ta quan sát được từng lớp một và từng giáo viên. Đây là từng giáo viên đây. Từng lớp một và từng giáo viên. Ở trên là lớp, ở dưới là giáo viên. Còn đây là đóng lại này, đây là màn hình xem toàn trường theo không nhìn toàn trường theo giáo viên đây. Giáo viên đây. Toàn trường là giáo viên thứ hai thứ bảy. Mình nhìn rõ. Và ở ba màn này chúng ta đều có thể điều chỉnh để có thể căn chỉnh tinh chỉnh dữ liệu cho các biểu. Rất quan trọng nhé. Rồi, bây giờ tôi sẽ sang cái lệnh tiếp theo là cái lệnh xếp 100%, lệnh quan trọng phần mềm. Nếu chúng ta mà làm ở trong bước trước, chúng ta xếp bước 4 cho làm chúng ta làm ngon lành, chuẩn xác thì bước 5 chúng ta chỉ bấm là xong. Đây là bước 5 đây. Lệnh xếp 100%, phần mềm sẽ tự động phân tích và xếp 100% để có biểu. Nếu không xếp được, phần mềm sẽ báo lỗi là vì sao lại có lỗi. Sao có lỗi? Được chưa? Thì tôi nói thêm một chút về quy trình chúng ta xếp như này để chúng ta hiểu, và để hiểu phần này là cái thuật toán của nó là như thế nào, và để hiểu vì sao chúng ta không nên là nhập quá nhiều ràng buộc giáo viên. Thì phần mềm sẽ được xếp mà tự động như sau. Phần mềm sẽ trải qua là 5 bước tất cả. Bước 1 là kiểm tra điều kiện thực hiện. Phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện vật lý, ràng buộc vật lý của nhà trường xem có đủ điều kiện để xếp 100% hay không. Nếu không, phần mềm sẽ thông báo lỗi. Lấy ví dụ ở một lớp mà ví dụ ở lớp 7C mà phần mềm hiện ra là tổng số tiết được phân công cộng chào cờ cộng khung học mà lớn hơn 30, 31 chẳng hạn là báo lỗi ngay, được chưa? Hoặc là tại một thời điểm nhà trường mình là ví dụ nhà trường mình là có 50 lớp học, như vậy là phải có 50 giáo viên. Giả sử cho nên nhà trường mình là có 20 lớp cơ sở cơ biểu, vậy tại một thời điểm là phải có 20 giáo viên dạy, mà trường mình lại có giờ trường mình có 25 giáo viên nhé, 25 giáo viên thì có 25 giáo viên nhưng lại có 10 ông giáo viên lại đặt 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 cái lệnh là giải bộ là họp tại thời điểm đó, nhưng mà lại có 25 ông giáo viên, có 10 ông họp. Vậy suy ra chỉ có 15 ông dạy thôi, 15 ông dạy không dạy cho đủ 20 lớp, phải phải báo lỗi ngay, báo lỗi ngay là không đủ giáo viên dạy. Cho nên là chúng ta chú ý là chúng ta phải phải nhập tất cả các dữ liệu là phải nhập hoàn toàn chính xác, được chưa? Đó thì đó là phần 1 là máy sẽ kiểm tra điều kiện logic vật lý. Nếu mà kiểm tra mà xong mà qua thì mình sẽ chuyển sang phần xếp 100%, và phần xếp 100% sẽ xếp đi làm 3 bước như sau. Bước 1 là xếp đại trà, phần mềm sẽ tự động xếp cho toàn trường tự động với cái khoảng từ 70 đến 95% công việc của toàn cho toàn trường. Mà trong cái bước đại trà này là gì, là vẫn hỗ trợ bảo đảm thỏa mãn hoàn toàn ràng buộc môn học và ràng buộc giáo viên. Đó, như vậy suy ra là 95% cái có biểu là thỏa mãn giáo viên nhé, thỏa mãn môn học. Nếu bước đại trà này mà chưa hoàn thành, phần mềm sẽ làm tiếp sang bước hoàn thiện. Nếu hoàn thành rồi thì thôi. Sau bước hoàn thiện, phần mềm sẽ xếp nốt tự động phần còn lại, nhưng mà là bỏ qua ràng buộc giáo viên đó. Nhưng mà đến bước thứ ba này là phần mềm sẽ phá vỡ ràng buộc giáo viên nhưng vẫn giữ lại ràng buộc môn học. Bây giờ môn học là quan trọng hơn. Bước ba nếu hoàn thành rồi thì thôi, còn nếu chưa hoàn thành, phần mềm sẽ sang bước 4 là bước hoàn thiện tiếp. Phần mềm sẽ xếp nốt phần còn lại và sẽ bỏ qua tất cả ràng buộc giáo viên, ràng buộc môn học. Cho nên chúng ta thấy là thỉnh thoảng mà khi mà khó quá đấy, phần mềm sẽ phải sang bước 4 ấy, mình sẽ phá vỡ cả ràng buộc môn học luôn, và như vậy sẽ tạo cho thấy là có một số môn học sẽ bị vô lý thì chúng ta phải chỉnh bằng tay, không cách nào khác cả, chỉnh bằng tay. Phần mềm không không tự động làm nữa, sẽ phải chỉnh bằng tay. Đó, sau bước nào là bước tôi yêu lại thì không nói gì rồi. Giờ thì tôi sẽ mô tả cái thao tác này đó nhé, rất đơn giản như sau. Chúng ta nhập xong rồi, chúng ta sẽ vào lệnh cho đây, chúng ta sẽ vào lệnh chính và chúng ta sẽ vào cái lệnh là xếp 100% đây. Đây, xếp tự động 100% nhé, tôi bấm vào đây. Đã. Xếp tụi vào trong riêng cho sáng riêng và chiều riêng nhé. Nó sửa trang trang buổi sáng trước đấy nhé, buổi sáng này. Tôi sẽ phải lựa chọn là kiểm tra và khóa cái sinh hoạt lại. Các bạn thấy không nào?
khóa tiết sinh hoạt lại. Nhưng bởi vì vì sao phải khóa? Bởi vì là tiết sinh hoạt này không được di chuyển nữa, quy định lại. Thì phần mềm sẽ xếp vào và sẽ tự động tinh chỉnh bên trong, và như vậy sẽ số lệch những chỗ khác đi. Nhưng mà sinh hoạt này là không được phép, không được phép mà động vào khóa lại. Rồi mình giữ nguyên cả trạng thái thời nữa, như vậy là đây là dành cho những ai mà xếp trước ý, thì cũng giữ nguyên lại, khóa lại. Chỗ này các bạn chú ý nhé. Chỗ này là chỗ mà nhiều giáo viên họ rất là mèo. Họ thường là xếp trước cho họ đã, người xếp thấu hiểu, cho họ khóa lại, như vậy người họ sẽ yên tâm thì được, họ rất rất đẹp. Cái người mà xếp trước ý, cho mình ý. Rồi bấm nút bắt đầu ở đây và đợi cho khi em xếp xong thì bấm nút này là xong. Đây là lệnh sẽ bấm hai nút, bấm nút bắt đầu và kết thúc là xong. Chúng ta làm thử nhé. Bắt đầu. Nó báo cái lỗi này, lỗi này không phải là lỗi mềm chứ không phải là lỗi lít, không phải lỗi cứng. Chứ bấm nút kết thúc là vẫn được. Nhưng mà lớp này, trường này có khá nhiều giáo viên và khá nhiều tiết dạy, cho nên là rất là khó xếp. Bấm kết thúc nhé, mềm vẫn xếp này. Xong, trong trăm đấy, vậy rất nhanh là bấm kết thúc là xong. Bấm nút đồng ý để ghi vào dữ liệu, đồng ý, xong. Vậy chúng ta là vừa xếp xong buổi sáng nhé. Chúng ta quan sát này, và cùng nhìn này, và xem toàn bộ thầy khóa biểu cho toàn trường. Đó, vậy chúng ta vừa xếp xong một thầy biểu cho toàn trường luôn. Và nó là một thầy biểu là hoàn chỉnh, không mâu thuẫn nữa, và có thể in ra. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải sang bước 6 là bước chúng ta tinh chỉnh dữ liệu. Rồi tinh chỉnh chúng ta có thể tinh chỉnh ngay đây cũng được, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ vào mình này cho tinh chỉnh hơn. Chúng ta vào khung nhìn và vào cái lệnh là main loop, thì lệnh này là lệnh dễ quan sát hơn, dễ tinh chỉnh hơn. Và thông thường khi tinh chỉnh chúng ta sẽ quan sát trên thì có việc của giáo viên đó. Chúng ta vào xem từng ông một đây, xem có ông nào có bị xấu không, xem từng người một xem ai bị xấu không. Xấu chúng ta sẽ tinh chỉnh cho họ kêu đấy. Ví dụ lên ông này kêu nhé. Thế này, cái người này là tên là bà chị là Hoàng Thị Hạnh này, có 4 tiết thôi. Đây học dạy địa lý lớp 9D này, lớp 7A đây này, môn vật lý. Khi bấm đây sẽ là cái môn học của người đó nhé. Còn đây là thủ công à? Ở đây là môn gì? Đây là môn vật lý đúng không? Như vậy là cái cô này là cô ấy dạy môn mấy cái môn là môn địa lý này, môn vật lý này đúng không? Môn kỹ thuật công nghiệp và môn vật lý nữa. Có 4 tiết thôi mà nằm 4 ngày thôi là nó ấy quá. Thì cô này cô kêu quá, cô bảo tôi đổi cho tôi từ lớp mà thứ mà sang sang đây đi. Đấy, thì chúng ta sẽ làm như sao? Chúng ta sẽ phải kéo thả từ đây sang đây. Thì kéo thả này thì người ta chỉ việc ấn giữ chuột và kéo thả sang đây là xong. Nhưng mà chú ý là khi kéo thả như vậy thì sẽ một là chúng ta chú ý là khi kéo thả như vậy sẽ bị ảnh hưởng đến những người khác. Chúng ta sẽ phải quan sát những người khác ảnh hưởng như thế nào. Chúng ta có sẵn rồi, chúng ta quyết định. Nhưng mà trước khi mà chúng ta kéo thả, chúng ta làm như sau, để gọi tinh chỉnh nhé. Thì chúng ta sẽ chú ý đến cái chuyện là thuật toán kéo thả. Đây, chuyện này quan trọng. Hiện nay chúng tôi đã đưa vào phần mềm là có rất nhiều cái thuật toán khác nhau để xử lý cho cái trường hợp, cho cái lệnh mà kéo thả, lệnh tinh chỉnh. Thì phần mềm đã trải qua rất nhiều bước rồi, và này trên phần mềm nó có hỗ trợ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 thuật toán khác nhau. Trong đó không phải cái nào cũng tốt cả, nhưng có một số cái tốt, một số cái là không tốt. Thì theo tôi là cái này cái tốt nhất là cả cái này. Đây là cái tốt nhất là cái là tinh chỉnh tối ưu. OPDPR, FPR, đây là cái tên thuật toán thôi. Là thuật toán mà theo tôi, chứ tôi là theo tôi ấy, và thân tôi là người nghĩ ra thuật toán này mà, là nó rất là tốt. Bởi vì sao? Bởi vì nó là thuật toán mà nó có cái tính tối ưu. Tối ưu ở đây thì điều tối ưu là như sau này. Tối ưu là phần mềm đã đưa ra một cái tiêu chí, đưa ra một loạt các tiêu chí để định nghĩa là thế nào khi mà tinh chỉnh ấy, khi mà thay đổi dữ liệu thì thế nào là xấu đi, thế nào là tốt lên. Đó, đưa ra một cái tiêu chí các bạn có thể tìm hiểu sau nhé. Cho từng giáo viên một, cho từng cái việc di chuyển này. Lấy ví dụ là khi mà di chuyển, khi mà số ngày nghỉ bị giảm đi thì nó là xấu đi. Lấy ví dụ như vậy. Đó là một tiêu chí. Thì chúng ta có thể đưa vào các tiêu chí khác nhau, có thể lựa chọn tiêu chí đó. Thì cái tinh chỉnh tối ưu này là như sau, là bảo đảm rằng là tất cả những người trung gian khi mà tinh chỉnh cho giáo viên Hạnh này
thì không bị xấu đi, thì chúng tôi gọi là tiếng Nhật tối ưu. Thì hiện nay trong phần mềm có hai cái tối ưu là rất là mạnh, là cái này là một, cái này là hai, cái này là tương đối mạnh. Cái này là cái rất yếu, cái này là rất yếu, mà hai cái này là mạnh này. Ngoài ra cái này cũng rất là mạnh, chữ quyết định cũng rất là mạnh, cái này rất là tốt. Chữ quyết định là cái rất là hay, là nó rất là hay mà tôi đã dùng rất nhiều năm, mà thấy rất dùng rất nhiều lần ở trong nhà trường, rất hợp lý. Bây giờ tôi làm thử với cái này nhé. Rồi chúng ta lựa chọn cái thuật toán tối ưu là tinh chỉnh tối ưu DOPDPRFPR nhé, một ngữ và một tiết học thôi nhưng không sao. Rồi chúng ta sẽ chuyển cho cô Hạnh này từ đây sang đây nhé. Chúng ta bấm vào đây và bấm giữ tay. Khi bấm giữ tay thì phần mềm sẽ lập tức là hiện ra các ô màu xanh thông báo rằng là thông báo đây là phần mềm có tính năng là tương đối tối ưu đấy, là thông minh nên là tự động chọn vị trí màu xanh, vị trí các bạn nên chuyển, có thể chuyển. Thả ra này, bấm đây, thả ra này, bấm đây. Đó. Chúng ta bấm cho kéo thả sang đây, cho thả tay ra. Đó. Thì phần mềm sẽ hiện ra một cái gọi là cái dây chuyền các bước thực hiện. Ở đây giáo viên ảnh hưởng, giáo viên Hạnh đây, giáo viên Liên đây, Hạnh như này nhé, đây giáo viên Hạnh đây. Đây 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 là trước và sau khi thực hiện, đây là lớp tướng trước và sau khi thực hiện, chúng ta quan sát trước và sau nhớ. Hạnh này, Hạnh đây là trước đây 9D chuyển sang đây này, đây là trước sau, nhưng mà Hạnh là tốt lên đúng không nào, nhưng mà Hạnh là tôi muốn là như Hạnh mà, nhưng mà Hạnh là tốt lên đúng rồi. Chúng ta là Liên này, Liên sẽ chuyển từ đây sang đây đó, đây chuyển đây, nhưng mà Liên này, Liên đây, Liên là trước, đây là sau, như vậy Liên là bị xấu đi, thấy không nào. Liên là cái tiết này đang ở chỗ này, như vậy là cái ngày thứ hai là ngày mất hẳn đi, đang thứ hai đang là nghỉ hẳn hoàn toàn, là mất ngày nghỉ ngày thứ hai, được chưa. Nhưng mà tuy nhiên cô, tôi lấy ví dụ cô đây là cô thứ hai là cô Liên đúng không, cô Liên là cô mới về, cô còn trẻ, hoặc là cô này có ngày cô này cũng còn trẻ, cho nên thôi được cho cô thay đổi thì không sao, xấu đi một tí cũng được. Đúng rồi, đây kết thúc đồng ý, không thì hủy bỏ thì thôi, làm cái khác, chọn thuật toán khác, hoặc chọn là chuyển khác, kết thúc nhé. Xong mà chuyển cho cô Hạnh sang đây, cô Hạnh tốt rồi là tốt rồi, ta chuyển sang người khác. Cứ như vậy chúng ta tinh chỉnh cho từng người một nhé. Khi nào hết kêu rồi thôi. Đấy. Đây này. Đây là chuyển sang đây nhé. Bấm nút là chuyển sang đây này. Đấy. Chuyển nhé. Nhiều hơn nhé. Đây là một người này, hai người, ba người, bốn người bị ảnh hưởng. Thấy không nào? Xem kỹ từng người một nhé. Thấy tốt hơn thì chúng ta thấy đồng ý hết thì ra mới mê những người bị xấu đi. Thì chúng ta để ý như vậy. Đây là đang chuyển cho ai? Đang chuyển cho cô này là cô nào? Đây. Cho Mai Phong. Vậy Mai Phong là tốt lên này, Ngọc này, Ngọc này, Ngọc không ảnh hưởng, Ngọc là không bị ảnh hưởng gì cả, Ngọc nữa này, Ngọc nữa không bị ảnh hưởng lắm này, Quỳnh này, Quỳnh này, Quỳnh ảnh hưởng ít thôi, không ảnh hưởng gì cả, tốt. Như vậy là chuyển được cho cô, cho Mai Phong sang bên này, các bạn đã hiểu chưa. Nhưng mà đây là cái màn hình dùng của tôi, dùng gọi là tinh chỉnh. Chúng tôi có ba màn hình để tinh chỉnh, là màn hình đây là màn hình main loop nhá. Màn hình thứ hai là màn hình này, màn hình hai là màn hình tòa khung nhìn, là màn hình show on này. Đấy, show on đây nhé, chúng ta cũng có thể tinh chỉnh được. Màn hình thứ ba là màn hình Brow Teacher, chúng ta tinh chỉnh được, chúng ta có thể kéo thả, bấm vào đây kéo, bấm vào đây và chúng ta kéo thả sang vị trí bên cạnh này, ví dụ như vậy đó, chúng ta vẫn có thể kéo thả được. Đấy, nó thế này chụp nhé. Đó. Rồi, bây giờ tôi nói sang cái phần tiếp theo nhé, là phần rất quan trọng, muốn nói ngày hôm nay nhé, rất quan trọng nhé. Alo. Nhưng mà mình cho rồi đấy, em người ta sẽ, nên cái phần mềm mà Zoom này nó hay bị thế. Cái connection mà yếu là nó bị văng ra. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ nói sang cái lệnh tiếp theo rất quan trọng, là lệnh mới nhất của chúng tôi, là cái lệnh là một tôi gọi là TKB clone. Thì cái lệnh này mà chúng ta sẽ dùng cho những cái môn học đặc biệt, hay dùng cho những cái trường đặc biệt thì chúng ta xử lý, mà đặc biệt là đối với những cái môn học tổ hợp ấy thì chúng ta sẽ dùng cho cái này. Nhưng tôi làm thử cho các bạn xem nhé. Thì các bạn xem được về mặt thấu biểu thì mỗi phần mềm phần thấu biểu chỉ lưu một bản thấu biểu thôi, lưu một bản thấu biểu thôi, không không lưu hai bản, lưu một bản. Xem là phần mềm có lưu năm bản, năm bản phụ, một bản chính, thì chúng ta chỉ có một bản chính chúng ta đang dùng thôi. Thì khi chúng ta vào main loop này thì đây chính là cái dữ liệu đang có của thấu biểu, đây là cái dữ liệu mà hiện thời
đang có phần mềm không biểu. Đây là cái dữ liệu là được được thiết kế chặt chẽ, chính xác, không mâu thuẫn, không có chuyện là hai ấy. Một một dòng một môn thì chỉ có một một người dạy thôi, không có chuyện là hai người dạy một môn học, không có. Được chưa? Và không 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 bao giờ bị trùng giờ trùng tiết, bảo đảm chính xác hoàn toàn theo những tiêu chuẩn của khóa biểu, bảo đảm cái chuyện là không không dạy vào cái giờ họp này, bảo đảm là không có chuyện là nhiều nhiều ràng buộc khác nữa, như ràng buộc cứng, ràng buộc về phò môn chẳng hạn, và ràng buộc rất chặt chẽ trong phần mềm. Tuy nhiên thì thực tế mà nói thì là có rất nhiều các cái trường ngoại lệ, ngoại lệ các bạn thấy, ví dụ tôi lấy ví dụ là cái môn tổ hợp bây giờ gọi là môn ngoại lệ đấy, là cái môn khoa tự nhiên một môn học thôi nhưng mà có ba ông dạy, làm thế nào bây giờ đó. Thế là rất nhiều trường các bạn, nhiều trường các bạn môn ngoại ngữ chẳng hạn là có một người dạy thôi, nhưng mà trong tuần này là có ngoại ngữ lại mời một chuyên gia ở ở nước ngoài đến dạy trong lớp này. Thì riêng tuần này là ngoại ngữ lại chia làm ngoại ngữ có hai tiết, thì tiết một là giáo viên bình thường dạy, tiết hai là mời một chuyên gia nước ngoài vào dạy. Như vậy tôi nói là có hai giáo viên dạy ngoại ngữ thì làm thế nào bây giờ, mà giáo viên kia lại không nằm trong trên nhà trường, nằm ngoài hẳn, biên chế nhà trường, làm thế nào để có thể đưa vào được đó. Thì đó là những cái rất đặc biệt. Hay là có một cái hôm nào đó là trường tổ chức một cái giờ học, một cái môn học đặc biệt, không có trong các biểu, một môn mới hẳn, đi, một cái môn gọi là ví dụ nhà trường mở ra một cái môn học đặc biệt là môn môn thiên văn học chẳng hạn, dạy cho một tuần hai tuần thôi, hay là dành cho cái môn vật lý hẳn một tháng trời học hành chuyển sang cái môn là môn thiên văn học, làm thế nào bây giờ. Đó là cái đặc biệt, những cái dị biệt của khóa biểu mà cái bản cũ là không thể làm được, nhưng bản này chúng ta sẽ làm được như sau. Chúng ta sẽ như sau nhé. Như vậy là đây là cái bên loop, phần bên đây là màn hình chúng ta quan sát được trên thẻ biểu gốc. Chúng ta vào khung nhìn đây, show on là cái màn hình chúng ta quan sát tinh chỉnh cho toàn trường theo lớp, vẫn là đây, vẫn là dữ liệu gốc. Chúng ta vào khung nhìn, chúng ta vào chức năng là Bro Teacher, đây vẫn là cái khung thẻ khóa biểu gốc của nhà trường, chỉ có cái view khác nhau, chúng ta xem cái cách view khác nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang lệnh mới tinh, là chúng ta vào khung nhìn và vào cái lệnh là TKB Clone. Lệnh này là mới có, chỉ ở trong cái bản STKB 2.0, bản trước không hề có, bản mới tinh nhé. Chúng ta bấm vào đây. Đấy, và bây giờ chúng ta sẽ quan sát. Chúng ta sẽ quan sát cái bản clone nhé. Thì ở đây tôi copy lại từ gốc để chúng ta sẽ quan sát này. Copy lại nhé. Thế này. Thế thì đây là cái gì đây? Thì đây là cái màn hình chúng ta quan sát được hai cái bản sao. Bọn tôi gọi nó là TKB clone 1 và TKB clone 2. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và clone 1 và clone 2. Thế là cái gì? Thì mặc định khi chúng ta mà chúng lệnh là đề lệnh copy từ dữ liệu gốc sang dữ liệu clone, thì mặc định thì cái clone này nó chính là thứ biểu gốc. Mặc định mà nói thì cái này nó là giống hệt cái bản gốc, không khác gì cả. Tuy nhiên ở đây chúng ta được phép là thay đổi những dị biệt. Lấy ví dụ nhé. Tôi lấy ví dụ như là ở cái lớp 7A này, vì giả sử tôi muốn là thay hết tên của cái môn môn hóa, môn lý, môn sinh thành môn khoa tự nhiên. Thì tôi muốn in ra cho theo đúng, như là tôi muốn in ra theo đúng cái mẫu của bộ, để phòng bộ nó xuống kiểm tra nó thành môn sinh vật đâu nó lại dở quá, tôi thay đổi hẳn cái bộ. Lấy ví dụ đấy nhé. Ví dụ đây, làm như sau nhé. Bây giờ tôi bấm vào môn sinh vật đây và tôi bấm chuột phải và chọn cái môn là thay môn học, chọn chức năng là thay môn học nhé. Và tôi thay cái môn này là môn khoa học tự nhiên đây, không vấn đề. Đấy, lập tức thấy môn khoa học tự nhiên mà giáo viên vẫn là cũ chứ, giáo viên vẫn là cái cô Ngọc này, vẫn cô Ngọc dạy đây. Đây là môn vật lý đây, tôi bấm chuột phải. Vật lý là cô Hạnh dạy đây, Hạnh dạy 7A đây nhé. Tôi bấm chuột phải và chọn thay môn học. Tôi thay môn là môn học tự nhiên. Lấy ví dụ thôi. Đấy. Vật lý đây nữa, tôi thay môn học. Là thay môn là môn học tự nhiên. Được chưa? Đó, họ thấy không? Như vậy là cái môn học tự nhiên là như vậy là cái lớp này là cái môn là đúng là cái môn là môn học tự nhiên, nhưng mà vẫn dạy theo biểu và xét biểu cũ, chúng ta có xếp là môn lý hóa sinh riêng,
Nhưng mà xếp xong rồi chúng ta đổi tên cái tiết sinh thành thành tiết khoa học tự nhiên, đổi tên lý thành thành tiết khoa học tự nhiên. Mà nhưng mà chúng ta in ra vẫn là môn khoa học tự nhiên như bình thường. Nhưng bên trong của nó thì là học sinh hiểu rõ, à chúng ta phải viết rõ ra là khoa học tự nhiên, nhưng mà cái lớp ngày tiết ngày thứ hai là cô Ngọc dạy, tiết ngày thứ tư là cô Hạnh dạy, tiết ngày thứ bảy là vẫn là cô Hạnh dạy. Hiểu nào, chúng ta có thể thay đổi như vậy. Lấy ví dụ hai nhé, đề ngoại ngữ đây, ngoại ngữ là cô Nga dạy, ngoại ngữ là đây là cô Nga dạy, nhưng mà ngoại ngữ thứ hai này tôi muốn là ngoại ngữ hai, tôi muốn mời một giáo viên ở nước ngoài đến dạy, thay vào đây được không? Hay được, làm như sau, tôi sẽ thoát ra khỏi cái chức năng này và tôi vào chức năng là nhập giáo viên, và tôi sẽ nhập thêm một người nữa, nhập thêm một người nữa tên là gì, là giáo viên giáo viên mời, gọi là giáo viên mời, ngoại ngữ, đặt tên là ngoại ngữ một, ví dụ như vậy. Cái đây là giáo viên mời mới tính ở bên ngoài vào nhé, là không phải cho vào trường, mà tôi bấm nút thêm. Đấy, thêm giáo viên mới gì nhé, bấm nút đóng rồi. Và bây giờ tôi vào chức năng khung nhìn, vào chức năng clone đây, tôi vào lớp 7A đây, ngoại ngữ đây, ngữ ngoại ngữ một vẫn là cô ngoại ngữ hai, tôi sẽ thay đổi người dạy là cái ông giáo viên mới tin, gọi là NN1. Tôi bấm chuột phải và chọn chức năng là thay giáo viên, thay giáo viên rồi. Tôi tìm ông ngoại ngữ giáo viên mời, đây nó sẽ tự như ABC đây. À, giáo viên mời đây, ngoại ngữ đây, bấm kết thúc đó, lập tức thì ra đây chữ giáo viên tổng ngữ mời đây, và chúng ta thấy trong trên thấu biểu của người này thì khi cho in ra thì ghi rõ là cái tiết này là cái tiết mà dành cho giáo viên ngoại ngữ, giáo viên hai, giáo viên mời dạy, và trên và ông giáo viên tăng ngoại mời thì có một thầy có biểu riêng của ông ta đây, của người ông đây dạy mỗi lớp 7A thôi. Chúng ta làm như vậy cứ dựa đối với lớp khác nhé. Bây giờ tôi giả sử nhé, bây giờ tôi giả sử sự sự trùng, bây giờ tôi giả sử thôi nhé, giả sử đây, giả sử cái giáo viên mời này nó bảo là tôi bận ngày thứ hai, tôi bận ngày thứ năm này thì làm thế nào, tôi bận thứ hai ngày thứ năm, bây giờ tôi dạy chỗ khác vì tôi muốn chuyển xe sang sang cái thế này được không? Được, chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ lại tinh trình ở trên ngay cái này, trên thế này chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ kéo thả sang đây đấy, thì như vậy cái tiết này là nó chuyển sang đây. À nhưng không được, bị vướng là chúng ta máy nó báo như vậy, có gì chúng ta chuyển sang chỗ khác nhé, chúng ta chuyển sang đây chẳng hạn, không sẽ bị lỗi gì. Sau này là không được, mà khi vẫn được. Tôi kiểm tra một tí nhé. Nghe không sao. Bình thường là nó vẫn chuyển được, nhưng tức là vì lý là cho chuyển được nhé. Tức là chúng ta là chuyển được trên cái thầy có biểu clone, chúng ta chuyển được bình thường đấy. Hay nó mà sao đấy. Tôi khi mô tả. Tôi đã không chuyển, tôi kiểm tra rồi. Này nó vẫn bị như vậy. Ở đây thì vẫn được, kiểm tra một tí nhé. Đây vẫn được. Đây không sai, không được, hay vướng cái gì nữa. Bây giờ được các bạn ạ, bây giờ vẫn được này. Đây vẫn được này. Vẫn được nhé. Tức là về nguyên lý chúng ta vẫn muốn chuyển được đấy. Chúng ta vẫn, chúng ta hoàn toàn chuyển vào phần mềm dùng, phần mềm dùng kia thuật toán là FPR để chuyển. Không chuyển được sẽ là bị lỗi thôi. Mà lại là 7A nhé. Xem có chuyển đến đâu. 7A này thì ông này không thể nào này. Mà lý thuyết là không là, là dỗi cả. Sao lại hướng nhỉ? Mới được. Chúng ta tôi tìm hiểu sau nhé. Đây chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển được. Đó, thì bây giờ tôi sẽ demo thêm cho các bạn thêm một chức năng nữa nhé. Bây giờ như này, bây giờ đây là tôi đã vừa làm các bạn chức năng là chúng ta sẽ xếp riêng lý hóa sinh riêng. Sau chúng ta sẽ đổi tên cái môn lý hóa sinh thành môn khoa học tự nhiên. Bây giờ tôi làm lại, tôi sẽ xếp môn khoa học tự nhiên chung và tôi sẽ phân bổ lại cho các môn còn.
Nhưng tôi làm như vậy, tôi làm thử nhé. Tôi sẽ sang lớp 6 thì tôi kiểm tra. Đây tôi sang lớp 6 đây. Tôi sang phòng giảng dạy. 6 giờ tôi chưa xuất sức tự động. Tôi vào buổi chiều đây. 6 đây nhé, buổi chiều thế này. Bây giờ tôi kiểm tra một chút. Bây giờ tôi sẽ chọn là môn học. Tôi sẽ chỉ hiện lên đây cái môn học là môn vật lý này. Môn cho bạn xem một tí tôi môn môn vật lý này, môn khoa học tự nhiên này, là sẽ là môn ba của ba môn nhé. Môn môn lý này, môn hóa này và môn sinh sinh đâu rồi, đâu nhỉ, nhà hóa à, đây môn sinh, đây sinh đấy. Như vậy là lý hóa sinh đây rồi nhé. Bây giờ tôi sẽ chuyển như sau này, tôi sẽ chuyển là sinh lý hóa, chỉ có vật lý thôi, lý không có à, lý sẽ lên không nhỉ, à nó lý lên chỉ có sinh, vì sáu lần sáu không có hóa đúng không. Thôi được, tôi ra sửa nhé. Đây tôi chuyển sang đây này, tôi chuyển sang đây cho môn này là môn học tự nhiên nhé, có hai kiếp tôi ra sửa thôi. Tôi chọn đây là hai môn là 6A 6B nhé. À, đây là vẫn là cái câu này dạy 6A 6B 6A 6D nhé. Và ở đây thì xóa đi, xóa này, xóa, xóa. Đó. Như vậy lớp 6 của chúng tôi ở đây là chúng ta đây có 4 tiết, 4 tiết. Xem các vị thừa nhé, tôi kiểm tra một chút nào. 3 môn tiết như vậy là thừa này, như vậy là thừa, chúng ta sẽ phải sửa đi này. Vì chúng ta sẽ giảm cái gì đi nhỉ? Thôi, tôi để tôi ra sửa đấy nhé. Vì đây là lớp 6 cái kiểu mới mà. Tôi xem tôi có thể sửa, tôi sửa toán đây nhé. Tôi giảm toán thì còn là, tôi giảm toán còn là 4 nhé, văn 4 nhé. Giảm được vừa là 29 nhé. Rồi tôi làm lại như sau này. Tôi nhập cái khối lớp này. Có lỗi đấy, đừng bắt mà có lỗi đấy. Tôi sẽ chọn môn học và tôi sẽ chọn môn làm lại thử thôi mà, tôi làm thử thôi mà. Học tự nhiên tôi chọn này. Và tôi chọn môn toán này, môn văn này. Chưa? Đấy, nhé. Như vậy ở đây là tôi sẽ sửa toán, tôi thay đổi số điện bằng bị xuống còn 4. Đấy, sửa hết tất cả thành 4 hết nhé. Đấy. Và môn văn cũng sửa thành 4. Thành 4 nhé, tôi làm đề tài demo cho bạn xem thôi, 4 nhé. Rồi. Như vậy là khối 6 là tôi sẽ lại kiểm tra lại này. 29 thì gọn rồi, nhưng mà khối 6 là chuẩn nhé. Khối 6 như vậy là 29 tiết là hợp lý rồi. Và hiện nay chúng ta có môn học tự nhiên. Nhé, học tự nhiên. Còn môn môn sinh vật là không có nữa, là tôi để ở ngoài nhé. Môn học tự nhiên đây hiểu đây là môn là lý hóa sinh đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo việc làm như sau, tôi sẽ vào lại cái chỗ là môn học ở đây, tôi kiểm tra môn học tự nhiên. Đặt là môn tổ hợp. Là môn mới đấy, đặt là môn tổ hợp. Tôi chọn đây là môn tổ hợp, là môn lý hóa sinh. Lý hóa hóa và môn sinh. Sinh vật nhé, sinh vật. Đó. Nhưng mà chúng ta đặt là cái môn khoa học tự nhiên là môn thuộc loại tổ hợp là mới tính của chúng ta nhé, lý hóa sinh. Rồi đóng. Rồi. Bây giờ quay sang lớp 6. Lớp 6 hiện nay là chúng ta chưa xếp gì cả. 6 đây này. Lớp 6 nhé. Đây môn sinh hoạt và chủ nhiệm thôi. Xong thì tôi xếp tự động cho lớp 6 này. Tôi vào hành chính này và xếp tự động. Mà cho buổi chiều nhé. Buổi chiều. Khóa sinh hoạt lại. Bắt đầu. Xong. 100%. Kết thúc. Ghi lại. Vậy được chưa? Nhưng mà tôi đã xếp xong cho khối 6. Nhưng trên các lớp trên màn hình của nó là đều là tiết là khoa học tự nhiên. Hay không? Chúng ta quan sát nhé. Đây là buổi chiều đây. Đây, học như này. Học như là 4 tiết nhé. 4 tiết. Rồi. Bây giờ tôi sẽ phải phân bổ cái này sao cho là lý hóa sinh. Giả sử học nhiên tôi phân bổ là hai tiết sinh, một hóa, một lý. Tôi giả sử như vậy nhé. Tôi đóng lại. Và tôi sẽ vào cái khung nhìn. Và cái clone được chưa, tôi chuyển sang một chiều
tôi copy từ clone sang. Rồi, như vậy là khối 6 đây là đây là clone 1 này nhá. Rồi, tôi sửa như sau với số A này. Chưa không tự nhiên đây này là cái là cái buổi là cái lớp này nhé. Đây là ba môn này, đây vẫn là cô Hân này, đây vẫn là Hân này, đây là Hân này, đây là Hân này, bốn 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 môn nữa. Đây là một này, hai này, ba này, bốn này. Tôi như sau, tôi muốn ở đây sẽ là chuyển sang là môn sinh. Tôi bấm chuột, bấm cái nút chuột và chọn là thay môn học. Đây nó không hiện ra cái môn thay môn con ở đây nhỉ. Nguyên lý nó phải có cái môn con nhé. Để kiểm tra một chút. À, để tôi chưa làm môn tổ hợp. Và để lỗi tôi chưa làm. Để tôi chưa cập nhật lại. Đặt lại đây là môn hóa này. Đây là môn sinh này. Được chưa? Kết thúc. Nhé. Bấm nút cập nhật. Để quên cập nhật. Xong. Như vậy là môn sinh hoạt là môn môn học tự nhiên này này là môn tổ hợp. Ok, cập nhật xong đóng nhé. Bây giờ quay lại cái bên này, quay lại không nhìn và clone. Rồi buổi chiều sau A đây, môn học tự nhiên này nhé, tôi bấm chuột phải và chọn là thay môn con. Đấy, như vậy là phần mềm cho phép là thay cái môn tổ hợp thành một môn con mà mình định nghĩa. Tôi muốn thay môn con là môn vật lý. Như vậy là tiết này là tiết vật lý, là cô hướng dẫn cô này dạy. Tiết này sẽ là tiết sinh, bấm nút thay môn con là môn sinh. Tiết này sẽ là môn sinh, là phần học sinh sinh. Còn tiết này sẽ là môn hóa một này, học như đó nhỉ. Đây là vật lý này, đây là sinh này, đâu nữa nhỉ, vừa nãy là ở đâu nhỉ. Đây là hóa này, hai sinh này, một vật lý ở một hóa. Đây là một đổi thành một hóa, được chưa, một hóa đó. Và tôi thay đổi như là môn sinh vật thì vẫn là cô Hân, còn vật lý tôi muốn đổi người khác, tôi bấm chuột phải chọn thay giáo viên. Đổi giáo viên là cô Dương. Đấy. Và môn hóa đồng đồng người ta đổi giáo viên khác, thay giáo viên khác tại như là Hằng chẳng hạn. Còn nếu mà cô này mà bận bận tôi có thể chuyển sang một chi khác nếu mà muốn, để coi xem nó có lỗi gì đó nhé. Bây giờ tôi cho làm sao nhé, vì mình mới đang cho chuyển được chuyển tiếp được ở cái thực dụng giáo viên này. Đấy. Đấy, các bạn chú ý nhé. Như vậy là ở đây tôi mô tả cho các bạn cả hai cách làm. Cách thứ nhất, nhắc lại, cách thứ nhất là chúng ta sẽ về cái môn tổ hợp ấy. Cách nhất là chúng ta xét phân công theo môn con như bình thường, chúng ta không không để môn tự nhiên nữa, chúng ta vẫn xếp môn lý hóa sinh như bình thường, số điện như bình thường. Khi mà xếp xong, chúng ta đổi tên cái môn con thành cái môn mẹ, thành cái môn là môn lý, chứ đổi tên thành môn khoa tự nhiên. Lý hóa sinh đổi tên thành môn khoa tự nhiên, còn môn số điện đổi tên thành môn lịch sử địa lý. Đó là cách nhất. Cách thứ hai, chúng ta xếp phân công chuyên môn cho môn khoa tự nhiên như bình thường, xuất cho một người. Nhưng khi mà xếp xong, chúng ta sẽ phân bổ lại theo từng môn con, theo từng tuần lễ. Cái phân bổ lại này là theo thầy có biểu, theo cái chương trình đào tạo. Như trong tuần này, trong tuần đầu này, chúng ta xem sách giáo khoa là nó sẽ phân bổ là hai tiết đầu là học lý, hai tiết sau là học hóa. Chúng ta sẽ đổi lại hai tiết đầu là lý, hai tiết sau là hóa để báo cho học sinh biết. Đó, thì đó là rất nhiều cách chúng ta sẽ xử lý được cái môn 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 tổ hợp ấy, là cái môn khó ở trong chương trình lớp 6 nhé. Được rồi, nhưng mà tôi vừa mới trình bày xong là khái rất nhanh thôi, không thì ăn nhiều, chỉ mời rất nhanh cái thao tác chúng ta tinh chỉnh dữ liệu để khối biểu, rất nhiều tinh chỉnh trên trên cả khối biểu chính chính nhất chính gốc rất quan trọng. Và chúng ta cũng được quyền, bây giờ được quyền tạo thêm một cái gọi là cái bản sao. Thì phần mềm có hai bản sao và chúng ta được cũng có quyền tinh chỉnh ngay trên cái bản sao đó nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ quay sang mô tả bước cuối cùng của chương trình là bước thứ bảy, là chúng ta sẽ in. Thì in có rất nhiều loại in khác nhau, nhưng mà đây là in theo cái biểu lớp này, in theo biểu giáo viên, in theo biểu phòng vân vân. Nhưng mà tôi mô tả các bạn một lệnh thôi, lệnh rất quan trọng là cái lệnh in, lệnh ghi ra Excel. Thì đây là cái lệnh in quan trọng, lệnh mà tôi khuyên các bạn hay dùng nhất là
để lại in ra rất nhiều dạng khác nhau của số biểu qua Excel. Mà chúng ta sẽ dùng cho từ Excel chúng ta sẽ in ra lên ra giấy nó thuận tiện hơn. Chúng ta được quyền là gì? Chúng ta quyền format lại, tinh chỉnh lại cho nó đẹp cái có biểu và in ra. Thì sau nhất chúng ta đẩy ra Excel này, chúng ta bấm lên này. Để cho phép chúng ta là in ra cả phần toàn bộ thì có biểu, in ra cả phần dữ liệu clone nếu chúng ta muốn nhé, in ra cả dữ liệu thì có biểu clone đây nhé. Rồi bấm vào đây này, nó sẽ đẩy ra hết được dữ liệu thì có biểu. Kết thúc, phần mềm sẽ đẩy ra một file Excel và chúng ta có thể mở ra chúng ta xem được thì có biểu ngay lập tức, mở luôn ra và xem luôn. Đấy, thì phần mềm có rất nhiều cái trang ở đây đúng không? Trang 1 này, đây là các thể biểu lớp sáng này, toàn bộ lớp sáng này. Kênh in ra đây này, kênh in ra đây là cái gọi là cái dữ liệu mà in ra ô thuộc biểu in ra như thế nào, in ra theo kiểu nào. Thì ở trong chương trình nó có, ở trong chương trình nó có một cái lệnh là nó gọi là lệnh các lựa chọn đấy. Chúng ta vào hệ thống và vào cái lệnh là chỗ nào được kiểm lệnh chính. Chúng ta vào cái chỗ nào nhỉ, các tùy chọn đây thì có các tùy chọn in đây là trang in TGB, không phải in ấn đây này, tức là khi mà in ra thì nó có các tùy chọn như là in thứ biểu lớp toàn trường thì in cái gì ở trên ô để trên có in rất nhiều kiểu khác nhau này. Đó, chúng ta chú ý nhé, có những người in khác nhau nhé. Thứ biểu thuật từ lớp 1 thì in ra cái gì này, thứ biểu của giáo viên thì in ra cái gì này. Thì đây là cái lệnh in ra là như vậy nhé. Đây là thứ biểu lớp sáng, thứ biểu lớp chiều, thứ biểu lớp mà cả sáng chiều đồng thời, sáng chiều luôn. Còn đây là thể có biểu giáo viên buổi sáng toàn trường, giáo viên buổi chiều toàn trường, thứ biểu phòng sáng và chiều đây. Rồi tiếp theo nữa là thể có biểu giáo viên cả sáng cả chiều, thứ biểu lớp từ lớp 1 cả sáng cả chiều, thì có biểu giáo viên cả sáng cả chiều, sáng chiều. Rồi các bạn công giảng dạy theo sáng buổi chiều, theo mẫu 1, theo mẫu 2 đúng không? Mẫu 2 là chính là cái mẫu mẫu 3 nhá, mẫu 3 chính là cái mẫu mà các bạn có thể dùng cái này để chuyển nhập ngược lại từ Excel vào thì có biểu đấy. Bây giờ có những cái option khác như là TGB clone 1 này, clone 1, clone 2 này, đây là clone 1 này, đây, chúng ta có thể để ra được nhé. Đúng ra là cái phần để ra Excel là cái phần rất là cơ bản, rất nhiều cái dạng khác nhau của thứ biểu, chúng ta có thể dùng nó rất tốt. Đây là cái lệnh rất quan trọng, theo chúng tôi đây là cái lệnh chúng ta nên dùng nhất, dùng cái này. Sau chúng ta sẽ làm tạo khuôn lại cái bảng này, chúng ta in ra theo những dạng khác nhau. Được rồi, như vậy tôi vừa mới trình bày xong một lượt tất cả những cái chức năng liên quan đến cái phần mềm để có biểu. Tôi để một lượt trên phần mềm. Bây giờ sang phần cuối cùng, nếu các bạn có ai hỏi gì tôi sẽ cho tôi trả lời các bạn nhé. Bây giờ ai có ai hỏi gì không nhỉ? Em chào thầy ạ. Ừ. Vâng, chào các thầy cô cán bộ quản lý và thầy cô công nghệ thông tin của các trường. Thưa thầy, em cũng đã nghiên cứu qua phần mềm này từ hôm phòng giáo dục gửi cái đường link về và qua xếp thử thì em thấy này. Một là đối với này, như trường em giờ là thiếu 7 giáo viên. Mà muốn xếp nghỉ cho anh em trong một tuần và một buổi nào đó thì phần mềm này chưa đáp ứng được, em thấy là chưa đáp ứng được, mà chỉ xếp đủ số tiết mình đưa lên trong giáo viên. Có những buổi là giáo viên chỉ có 4 tiết thôi, thế nhưng mà kiểu dạy ở các khối khác nhau thì phần mềm đưa ra cả 3 khối khác nhau. Cái thứ hai là em thử đó là cố định cái tiết sinh hoạt vào thứ 7, tiết 5 thứ 7 là phần mềm không cho. Cái thứ ba đó là cái phần và em đã thử nhưng không được ạ. Em chưa làm được thứ nữa thì em chưa làm sai đấy, sai thao tác thôi. Không, em đã thử theo đúng thao tác. Ví dụ như mình cố định tiết chào cờ vào tiết 1 của ngày thứ 2 thì là được.
các buổi nghỉ, ví dụ như là khối 7 cho nghỉ vào tiết 5 ngày thứ 3, ngày thứ 6 được. Nhưng cái xếp cái tiết sinh hoạt vào thứ 7, em đã thử là không được. Tiết 5 thứ 7. Vâng. Cái 3 đó là phần kéo chỉnh cho giáo viên, cũng như lúc nãy thầy đã thao tác thì chỉ căn chỉnh được khoảng 4 giáo viên đầu thôi là kéo thả được. Đến giáo viên thứ 5 là không kéo thả được. Đấy. Do đó là cái việc mà một buổi có khi xếp 4 tiết đấy nhưng mà lại 3 phân môn khác nhau. Đấy là cũng không, mà chúng em như thế là cũng không thực hiện được. Đấy. Thì đấy là qua em nghiên cứu thử và xếp thử thì thấy ba cái lỗi đó. Tôi trả lời bạn luôn nhé, vì là bạn là mới mà chuyện là cảm thấy nó rất là bỡ ngỡ, không quen, và cái chuyện cái mới nó bỡ ngỡ là cái chuyện tinh chỉnh của mình chưa thạo lắm nên mà nó bỡ ngỡ là phải, không có gì cả. Khi nào chúng ta làm dần nó quen dần. Phần mềm này nó không phải, nó chỉ là công cụ, nó không phải là cái thứ tự động vận năng. Chúng ta vẫn phải tư duy trên cái biểu, chúng ta vẫn phải tinh chỉnh theo tư duy của mình, chứ không chỉ kéo thả không là xong. Chúng ta cũng phải có cái study thêm một chút nữa là nên như này, nên như thế nào, nên như thế kia. Khi kéo thả chúng ta phải chú ý, chúng ta phải lựa chọn cái cho hợp với nhất cái chuyện kéo thả, dùng cái thuật toán khác nhau này, khác nhau. Đấy. Chúng ta phải lựa chọn cách nào đó cho nó hợp lý, tùy các bạn thôi, nó phải tùy nhau. Nhưng mà cái chuyện em nói là cái môn sinh hoạt là luôn luôn quyết định ý. Tôi khi xếp sinh hoạt rồi luôn quyết định vào một chỗ, không có chuyện là chuyển sinh hoạt. Thầy có thể cho chúng em xem giúp là xếp vào tiết 5 ngày thứ 7 ạ. Được chứ. Cố định vào tiết 5 ngày thứ 7 ạ. Được chứ. Bây giờ làm thử cho xem luôn nhé. Dạ vâng ạ. Thì mình này là luôn nhé. Bây giờ tôi làm như là tôi bây giờ xóa lại thầy biểu đi cho chọn xem này. Đây tôi xóa toàn bộ nhé. Bảo lệnh chính này. Tôi xóa toàn bộ thì có biểu cho bạn xem này. Xóa toàn bộ. Này. Xóa hết nhé. Tôi xóa các khu vực bên này. Xóa hết nhé. Bây giờ là xóa hết rồi đấy. Chúng ta xem thì có biểu cho toàn trường này. Thôi, tất cả là hết này nhé. Bây giờ tôi sẽ xếp sinh hoạt vào tiết 5 ngày thứ 7 nhé, đúng không? Nhưng mà bạn muốn nói gì, đúng không? Bây giờ tôi vào lệnh chính này và xếp trước môn học này, và tôi xếp tiết sinh hoạt này nhé, và tiết 5 ngày thứ 7 đấy. Đang xếp được. Chắc là bạn, tôi nghĩ là bạn làm được, chứ là bạn vì bạn đã xếp trước ở đó thì không học rồi thì không xếp đề là nữa. Thế này. Năm thứ bảy này thì không xếp được. Nếu mà bạn đã xếp vào đó tiết năm là tiết không học rồi thì không xếp đẹp thì sao thì sao nó sẽ bị lỗi thôi. Không ạ, tất cả là em không xếp nghỉ thì chỉ là nghỉ từ thứ 3 đến thứ 6, còn thứ 7 là không nghỉ. Đấy. Và khi mà em cố định để vào tiết 7 mà em đã thực hiện là với hai bản khác nhau đều không được thầy ạ. Thế xem lại nhé, mày xem lại đi. Lỗi gì đó. Dạ vâng. Không là lỗi đâu, cũng có xếp thứ 7 này. Xếp bình thường mà. Anh Hùng ơi, anh gửi cho thầy cái file dữ liệu của trường anh để thầy demo trên cái file dữ liệu đấy luôn. Cái thứ hai là cái tại sao mà em lưu sau đó tìm lại cái đường dẫn và đều bản lưu là không thấy thầy ạ. Mày xem lại chỗ nào đó. Khi mà lưu, em phải lưu vào một thư viện cố định và nhớ cái đường dẫn đó. Nhiều khi bạn là ghi mà không nhớ mình ghi ở đâu, sao là tìm rất là khó. Cái máy của mình đây mình không có mớ nhiều thông tin khác nhau. Nếu lưu vào thư mục của chúng ta, chú ý của chúng ta nhưng vẫn đang dùng nhé. Lưu vào thư mục quan trọng của chúng ta, chúng ta tạo một thư mục riêng của lớp mình đi, của trường mình, và một thư mục riêng quan trọng và đặt tên dễ nhớ thôi để dễ tìm, và lưu vào đó, lưu dữ liệu chúng ta lưu vào đó nhé. Thì phần mềm nó có khi đang mở rồi nó có thể nó lưu tại chỗ, và chúng ta có thể dùng cái lệnh là lưu tên khác này, chúng ta có thể lưu đây là cái lệnh C và S đấy, chúng ta có thể lưu sang cái tên khác ở trong một mục khác, đây chúng ta bấm lên chọn một mục khác và lưu sẽ được cái gì cả nhé, như bình thường. Đây phần mềm của chúng tôi là cả nước mình dùng nhiều lắm rồi, phải vài chục ngàn trường đang dùng rồi, nhiều lắm, không thể mua hết, các trường khắp cả Bắc Nam rồi. Bây giờ như em hỏi là bây giờ trường em 21 giáo viên mà bây giờ em chia đều để nghỉ từ thứ hai thì chào cờ thì không nghỉ rồi, do đó nghỉ từ thứ ba đến thứ bảy chia 21 giáo viên,
Như vậy nếu như mà mình đưa vào cái yêu cầu đấy ạ, là như thế thì sẽ rất nhiều. Rất nhiều như thế thì phần mềm sau khi nó xếp sẽ là không không được thầy ạ. Chỗ này là chỗ em phải rất cẩn thận, chỗ này nó đơn giản như vậy thì không được. Bây giờ cái chỗ này mình trước mình nói rồi, cái việc mà nó không đơn giản như vậy, tức là cái việc mà đưa ra bộ tư vấn nhắc lại, đưa ra bộ tư vấn là phải rất ít thôi mà không đưa nhiều. Đặt ra như là buộc là rất cẩn thận cho chính xác phần mềm nó thỏa mãn được. Khi xếp 100% đấy, phần mềm bây giờ nó xếp đại trà trước, thỏa mãn tất cả điều kiện của giáo viên là phải được. Chỉ khi nào mà nó sẽ không được, nó sẽ phá vỡ được bộ giáo viên trước, thì lúc đó giáo viên sẽ bị học. Đó, chúng ta phải chú ý cái đấy đó, chúng ta chú ý cái chỗ đó để chúng ta đặt cho nó hợp lý. Để làm nhiều nó quen thôi, là nhiều dần nó quen. Mới làm thì tí nó bị hỏng rồi, làm nhiều nó quen, bao giờ nó sẽ hỏng hết. Này, không thể không, tức là khi mà mình can thiệp nhiều thầy ạ, và để đặt cho cố định các giáo viên nghỉ vào ngày nào là để mỗi người được nghỉ một buổi là chưa thực hiện được. Cái đấy, thứ hai đó đặt, là có khi là em đặt quá nhiều và nó mâu thuẫn vâng nhau, em là thế nó không được, phải làm lại dần. Thế thì biểu là giống nó như là không được ạ. Cái thứ hai là một cái nữa đó là một buổi sáng ví dụ phần mềm nó xếp giáo viên này 4 tiết nhưng lại dạy cả 3 phân môn khác nhau thầy ạ. 3 môn khác nhau ạ. Vâng. Ở đây nó lại thêm một trong... Ví dụ chuyên môn chính của người là nhà toán nhưng kiêm nhiệm thêm đó là tin và thể dục chẳng hạn. Thì phần mềm cho cả 3 môn như thế. Đây. Không xếp được là ví dụ là đều là toán tất của một khối. Để cho xem đây. Trong cái yêu cầu của giáo viên có một cái yêu cầu nữa này là số môn học tối đa một buổi này. Chỗ này chúng ta có thể hạn chế lại là một thôi này, hoặc hạn chế lại là hai này, thì nó không xếp như em nói nữa. Đây là một giáo mục của giáo viên nhé. Đấy. Số môn học tối đa trong một buổi học của giáo viên cấp 2. Như là em nói là vừa học vừa dạy toán vừa dạy tin vừa dạy thể dục. Thì tôi đặt lại là một ở đây, thì nên một buổi đấy chỉ dạy một môn thôi. Nhưng mà đây nhân lại đây vẫn là những cái ràng buộc mềm, phần mềm cũng có quyền phá, cho nên chúng ta phải đặt cho nó hợp lý thì nó mới được. Cái này mà phải có nghiệm dần thì mới để quen được. Cái này không làm nhanh gì đâu, cái này mà cái phần mềm thử biểu nó là một công cụ, chúng ta phải có cái tư duy sự không biểu, chúng ta cùng nó là mới làm được. Giống như chúng ta đi cấp cho các bạn cái xe máy mà đi, không ai ngồi lên đi xe máy ngay đâu, chúng ta phải tập, chứ mới lên chúng ta bóp ga vù lên là ngã ngay lập tức. Đấy, giống như cái này chúng ta không thể nào mà học một cái này. Theo tôi các bạn thông thường các bạn phải trải qua một học kỳ, tối thiểu là hai học kỳ tập dược, thì sau hai học kỳ chúng ta sẽ thành thạo. Lúc bây giờ rất là thích, chúng ta sẽ điều chỉnh thoải mái, vô tư hơn rất là nhiều lần. Tôi biết mà, tôi làm nhiều lần tôi biết mà. Rất nhiều giáo viên rất thành thạo cái này, các bạn có thể tham khảo. Các bạn nên join vào cái nhóm này, chúng ta để các bạn nên join vào cái nhóm ở trên Facebook. Mà hoặc kinh nghiệm những người khác ở trong cái nhóm đó. Chúng ta vào cái nhóm này nhé, chúng ta vào cái nhóm là STKB phần mềm có biểu. Chúng ta join vào đây này. Chúng ta join nhưng mà chúng ta hỏi kinh nghiệm của những người khác ở trong cái nhóm này. Thì rất nhiều thầy giáo trên toàn quốc là họ rất là giỏi, họ rất là xếp rất là giỏi, họ sẽ cho các bạn các cái kinh nghiệm khác nhau. Ví dụ như là Hà Nội thì có thầy Nhâm ở trường Phan Huy Chú, thầy Thìn ở trường Đa Phúc, Hải Phòng có thầy Tuấn ở trường Ngô Quyền, ở Đà Nẵng của Nam có thầy Ca ở Bình Dương có thầy Lê Quốc Hùng ở trường Lê Quốc Đôn. Đây là những thầy mà rất thành thạo phần mềm công việc của chúng tôi. Các bạn có thể hỏi những người đó thì họ cho các bạn những kinh nghiệm để ta dùng phần mềm như thế nào. Chứ phần mềm nó không phải là công cụ tối ưu đa năng, không phải là bấm vào là có thể mua về là bấm vào là làm thử đẹp, không có như vậy nhé. Phần mềm nếu hiểu là phần làn nó là một công cụ, giống như chuyên cấp cho các bạn một cái xe máy. Trước kia các bạn đạp xe đạp nó chậm hơn thì có xe máy các bạn đi nhanh hơn, nhưng không phải là cứ bấm lên ngồi lên bấm nút là giờ đi đâu, là phải tập. Không đi cũng thật là bóp phanh thật là làm chúng ta sẽ ngã đấy. Thì cấp cho bạn cái ô tô chứ, chúng ta có thể ngồi lên ô tô và đi ngay, chúng ta phải tập rất là nhiều lần, tập 3-4 tháng mới đi ô tô. Mà muốn đi ô tô thạo chứ làm phải nhiều lần, đi nhiều lần, phải đi 1 năm trời chúng ta mới thạo được. Thế cái này cũng vậy thôi, chúng ta phải tập, phải mua về sau đó tập luyện, tập các nó có rất nhiều loại khác nhau. Phần mềm nó có hàng trăm lệnh,
khác nhau, chúng ta sẽ phải học rất nhiều và dần dần ngày nó quen dần đi nhé. Thì đây là cái bài hình nhập mà hạng mục của giáo viên này, nó cho chúng ta là nhập là số nghỉ trong tuần này, trong tuần có thể có một ngày nghỉ, đây là nghỉ sáng chiều giống nhau này đó, còn bấm bỏ cái đi thì ở đây là số ngày nghỉ, ở đây là một ngày, đây là số ngày nghỉ là một, như vậy là sáng nghỉ một buổi, chiều nghỉ một buổi, phần mềm sẽ thỏa mãn được chuyện này. Nếu mà xếp xong ở cái bước số 3, còn nếu chúng ta mà không xếp xong thì mình sẽ bị phá vỡ thôi. Thưa thầy, em muốn hỏi này, bây giờ là trường em học toàn buổi sáng, đấy 21 giáo viên mà xếp cho mỗi người nghỉ một buổi trong từ thứ ba đến thứ bảy thì phần mềm có đáp ứng được không ạ? Cái này không nói trước được, cái này là tùy vào cái việc các bạn lọc lựa chọn, tôi nghĩ là được chứ. Hôm nay là cái chuyện các Hà Nội áo xếp các giáo viên nghỉ là bình thường. Nó là cái can thiệp mềm quá nhiều đối với 21 giáo viên và em đã thử rồi, đến thứ 5 cái là không được thầy ạ. Em tìm hiểu dần đi, từ từ em không vội đâu. Cứ bình tĩnh. Chứ em chưa mới dùng có vài hôm mà đang khẳng định ngay như vậy là không được. Mà tôi không phải trả lời hết, bản thân tôi không phải là người, chỉ là công cụ thôi. Là công cụ thôi chứ tôi không phải là một cái chìa khóa vạn năng. Không phải là bấm nút là xong hết tất cả mọi thứ. Nha. Yeah. Em tìm hiểu nữa đi rồi làm dần đi, nó sẽ vỡ dần ra. Thầy ơi cho em hỏi được ạ. Em hỏi đi. Phần mềm có cái phần là áp danh sách giáo viên từ Excel lên, nhưng bây giờ nhưng mà em thử thì lại không được, thế thì làm cách nào ạ? Có được đấy, nhưng mà vấn đề là phải tìm lại cái format của nó thôi. Có hết đấy, nhưng mà theo tôi thì ta nhập trực tiếp mà cho nó nhanh, là con nó cũng nhanh, vì nó nhập một lần thôi mà, nhập ở bên nhập lâu lâu nhập một đúng lần thôi, không lâu, vèo là xong. Còn có chức năng nhập Excel nhưng mà lâu quá tôi không dùng, vì là phải xem lại. Nó có hết tất cả các cái thảo cuốn ấy, xem lại thôi. Các bạn nên xem lại cái phần gọi là các bạn xem lại phần trợ giúp phần mềm nhé này, các bạn trợ giúp nhé, có phần là đây. Nên có rất nhiều những cái phiên bản có rất nhiều cái cả các bạn nói các xem người nó có rất nhiều, tôi cũng không nhớ cái của user guide này của cái phần mềm là nó đến hàng nghìn trang rồi đấy. Bản thân tôi cũng rất là lớn, rất là nhiều luôn, từ rất lâu đời và 30 năm nay rồi mà. Bây giờ xem lại nhé, xem lại các lệnh mà nhập giáo viên này, nhập Excel như nào cho nên có hết này. Các bạn vào chỗ này nhé, các bạn vào cái chỗ này. À, chúng ta vào cái chỗ là trợ giúp này, xong vào chỗ sử dụng này nhé. Là xem, nhưng mà đây là cầm cuốn sách đấy, sách dày đấy nhé. Cầm cuốn dày đấy. Rất là nhiều luôn, từ xưa này thì nó có từ cái này nó có từ năm 1989 chứ mà. Là nó có từ cái đây 32 năm rồi cơ mà, nó phát triển nó từ từ nó phát triển cái vô dần sau, phát triển tuần vô dần trước. Nó phát triển liên tục như vậy nhé. Nào ai hỏi gì nữa không nào? Theo tôi như các bạn cứ em theo tôi cứ mua về và cứ dùng thử, cứ dùng rồi dần nó sẽ vỡ ra. Có gì không hỏi thì các bạn hỏi lên cái trang, các bạn cứ đặt câu hỏi lên cái trang, lên cái nhóm ấy, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp với bạn Duy Anh ở công ty, thì bạn Duy Anh là cái người mà trực tiếp hỗ trợ cho các nhà trường, các bạn sẽ trả lời cho các bạn nhé. Dần nó sẽ vỡ dần, mà chúng ta chú ý này là cái này là công cụ, chúng ta phải học nó dần dần, không ngay được đâu. Chúng ta là học lái ô tô đấy, chúng ta phải học mỗi hôm một tí. Dần nó vỡ dần ra đó, là cái như vậy. Không thể nào mà ngồi lên phát là bấm nút lái xe là đi ra đâu, bấm nút lái xe là đâm luôn vào cây là chết máy luôn đấy. Anh em chú ý nhé, có cái tư duy lái xe ở đây và có tư duy theo biểu, chúng ta phải có cái tư duy, chúng ta phải chuyển cái tư duy xếp tay sang tư duy xếp bằng máy tính, chứ không phải sang máy tính bấm nút chọn vào là được theo biểu đẹp đâu, không phải như vậy. Vẫn là con người là xếp là chính, còn máy tính chỉ là công cụ để hỗ trợ chúng ta thôi nhé. Trường rất là khó nha, trường Amsterdam Hà Nội là một cái trường khó nhất Việt Nam. Họ rất hài lòng, họ dùng rất lâu rồi, họ dùng hiện nay rồi, họ dùng rất là
chúng ta nghỉ ở đây nhé các bạn nhé. Chúng ta dừng ở đây nhé. Có hỏi gì nữa không nào? Tốt rồi ạ, dễ hiểu ạ. Có hỏi gì nữa không? Trình đẹp dài quá. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé các bạn nhé.